Với lời chào tới tất cả quý vị, hôm nay rất vui mừng với kênh của người dẫn đường quay âm chúng ta chào đón một người tác giả mới, tác giả Nguyễn Đức Bình và câu chuyện mà Đức Bình gửi đến với kênh rất là hay, rất là hấp dẫn Mời quý vị cùng Duy Thuận lắng nghe toàn bộ câu chuyện 2 tiếng đồng hồ này ngay sau đây nhé Lão tỉnh nát lại lang thang khắp nặng trên xóm dưới kèm mấy đám cổ mà gà ăn gà uống Lão cứ sống như thế cũng được cả chục năm nay rồi Ban đầu người ta còn thấy ái ngại cộng thêm tình làng nghĩa xóm Khách sáo nên mời lão Nhưng dần dần lão xem đó là đương nhiên và vô cùng bình thường Cứ đến giờ cơm là lại làng vàng khắp nơi Lúc vào xin cái này mượn cái kia Chỉ cần có ai ngỏ lời là lão ngồi xuống ăn uống liền Chẳng thèm nề hà gì hết Thấy lão ngày càng quá đáng dân làng cũng chẳng còn nề nang nữa thầy lão tới nhà đúng bữa cơm là đuổi như đuổi ta biết không thể kiếm ăn bằng cách đó nữa lão bắt đầu nghĩ tới những cách khác đúng cũng được mà sai cũng được miễn có cái bọ và mồm là được với một kẻ thăm ăn lười làm như lão ăn trộm ăn cắp là cách khả dĩ nhất lúc này trộm ở đâu được người làng người xã mà lén phén của họ con gà con chó rồi bị phát hiện có mà nhừ tử sau đó kiểu gì cũng bị đuổi đánh ra khỏi làng Biết ở đâu làm gì, lấy gì mà sống Lão đành vỏ đầu bứt tai tìm cách khác Những ngày đó ngôi chùa ở làng xuống cấp trầm trọng Mấy làng xung quanh đang huy động vốn để tu sửa Cộng thêm ngày rằm mùng một Ai đến hương khói đều thành tâm và hòm công đức Sư thầy kiểm kê tổng cúng hơn trăm triệu Chuẩn bị sẵn để sắp tới khởi công tu tạo lại công trình tâm linh này Cái sự kiện ấy cả làng ai cũng biết Dĩ nhiên lão nát kia cũng biết Lão tình sực nảy ra chủ ý, kiếm chắc chút đỉnh từ cái hòm công đức đầy ấp kia vì ít ai để ý. Vào những ngày bình thường cũng chẳng có ai lui tới. Cho nên dù có bao nhiêu câu chuyện và lời đồn về việc trộm cắp nơi cửa Phật, sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp thì lão vẫn quyết định làm. Trời nhã nhem, lão đem theo thẻ hương dở, còn đổ răm bảy nén mà mình vừa lục tung tủ đồ ở nhà ra, mới tìm được mà rạo bước lên chùa giữa hè chập choạng tối tiếng ve đã râm ran ồn à khắp làng xóm một thân ảnh âm thầm tiếp cận ngôi chùa hắn quan sát cẩn thận từ trong ra ngoài từ dưới lên trên chẳng có một ai sư thầy chẳng biết đang quét dọn hay làm gì ở đâu nhưng miễn là ở hiện tại chỉ còn mình hắn với cái khát vọng tiền tài của mình trong cái không gian đáng lẽ ra phải thơm mùi hương trầm tĩnh lặng và thanh tịnh thì hắn lại cảm thấy có chút rùng rợn và ớn lạnh nhưng làm gì có thời gian mà để ý tới những thứ đó Điều duy nhất hắn để tâm lúc này Là cái hòm công đức đầy ắp tiền Cái hòm khá nặng Cộng thêm nó to ngoại cỡ Khiến việc bê cả cái hòm đi là bất khả thi Hắn tìm nhiều cách khác nhau để mở khóa mà đều bất thành Sồi máu Cả làm lăm cây búa trên tay Phàng liên tiếp vào cái tay Ghép nối giữa nắp và thân hòm Chiếc khóa nhanh chóng bung ra âm thanh tuy lớn nhưng ngôi chùa nằm trên đồi cao cách xa khu dân cư thầy chùa thì chẳng biết đã đi đâu nên chẳng một ai hay biết chuyện vừa rồi có chăng chỉ những đấng cao xanh mới tận mắt chứng kiến lão tỉnh ngồi chỏm vẹm trên giường tay cầm chai rượu chát lấy chát để phía dưới có một đĩa gà luộc vài cọng rau thơm cùng bát muối trắng với đôi ba lá chanh mồm bóng mỡ cứ há ra thật lớn tập từng chén rượu đầy ự mà nuốt ừng ực ừ đã từ rất lâu rồi lão mới có một bữa rượu trẻ chẽ miệng như thế, chẳng phải ăn bữa nay lo bữa mai như mọi lần, cứ từ từ nốc hết chai rượu rồi nằm dài trên giường. Ngoài đầu làng người dân đang nháo nhào, câu chuyện hòm công đức bị trộm đang lan truyền khắp nơi. sư thầy phát hiện điều đó từ tối hôm qua nhưng vẫn khá bình tĩnh. thầy cho gọi các bà vãi trong làng tới thông báo sự tình, đó cũng là lý do mà cả làng đều hỗn loạn như thế có kẻ ác mồm còn đồn đoán rằng sư thầy tham vật chất tự lấy trộm rồi tự báo mất cho nên mới bình thản như thế vụ việc cũng sớm đánh đồng đến cơ quan chức năng họ nhanh chóng cho người đến điều tra và xác minh vụ việc sư thầy dĩ nhiên bị xếp vào tình nghi nhưng khoảng thời gian xảy ra vụ án thầy được khẳng định rằng đang làm lễ siêu độ cho một người ở làng bên hơn nữa chẳng ai dạy gì mà ăn trộm của nhà chùa như thế nhất là một vị sư thầy ngày ngày hương khói nơi đây. Vụ án ngày một đi vào bế tắc, nhưng khi người sống chẳng thể tìm được bất kỳ manh mối nào, thì những việc như thế lại chẳng giấu nổi những người khuất mặt khuất mày. Trong cơn mê man của hơi men, lão tỉnh trông thấy một bàn tay túm lấy cổ mình, lôi đi trong không gian vô tận. Lão cỏ quảng chân tay tìm chỗ bám víu nhưng chẳng được. Vùng vẳng mãi cũng không thoát nổi, gào thét trong vô vọng. Bàn tay đó như không có thực thể Cũng chẳng có linh tính Nó giống như có một sức mạnh bất tận Cứ kéo mãi kéo mãi Cho tới khi trước mặt lão là cái hòm công đức Mà lão đã trộm hôm trước thì dừng lại Bàn tay ấy huyến hóa ra những thân ảnh mờ nhạt Chẳng rõ mặt mũi Những thân ảnh ấy nhiều không đếm xuể Thay phiên nhau đem những tờ tiền thả vào trong hòm Khi tiền đã chật kín chẳng thể nhét vào thêm nữa Lão thấy chính bản thân mình đang dùng búa để phá cái hòm vơ vét hết tiền của rồi đem đi xung quanh lão lúc bấy giờ là hàng trăm hàng ngàn ánh mắt và nụ cười man rợ dõi theo từng hành động của lão quá sợ hãi lão hét lên bừng tỉnh thấy bản thân vẫn đang nằm trên giường với bãi chiến trường hỗn loạn những chai lọ đĩa bát ngổn ngang lão mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút lão lao nhanh xuống giếng kéo một cầu nước mát lạnh rồi trực tiếp lên đỉnh đầu những ảo ảnh kia tan biến hoàn toàn trong tâm trí. Lão tức mình chửi đồng. Mẹ cha nó, rượu với trà chè, lú lẫn hết cả. Mà với quỷ cái đéo gì không biết. Mạnh mồm là vậy nhưng lão vẫn còn đang sợ lắm. Chân tay quính quáng, mắt Lão liền, nhìn trước ngó sau như đang muốn canh chừng những thứ quái đản có thể tấn công mình bất cứ lúc nào. Lão trở lại vào trong nhà, ngủ chẳng dám ngủ, thức cũng chẳng thể thức gật gà gật gù mãi cho tới tối bụng đói cồn cào nhà cũng chẳng có gì bỏ vào mồm đành bấm bụng lao ra đường cuối làng có nhà bà nụ bán tạp hóa với vài thứ đồ linh tinh giờ này ra đó chắc cũng chỉ mua được vài con tép khô với đôi quả trứng nhưng méo mó còn hơn không tuy nhiên để đi được tới đó cũng là một thử thách với lão bấy giờ trời tối đường xa lại khó đi đi lại cần băng qua một đoạn đường đê vắng vẻ Lão bước từng bước khó khăn, đôi lúc hơi siêu vẹo vì hơi men trong người chưa tan hết. Xung quanh ánh trăng mờ ảo rọi xuống nền đất những hình thù kỳ dị. Thi thoảng lại có vài cơn gió đung đưa, khiến mọi thứ trở nên ma mị và đáng sợ hơn nữa. Lão bước một hồi, chẳng biết thế nào lại trượt chân ngã xuống bờ đê, lăn vài vòng trước khi nằm lăn lóc dưới ruộng lúa, mặt úp xuống bùn. Không thể thở nổi, Lão tình vừa ngửa cổ dậy Đưa tay vuốt mặt hít một hơi thật sâu Thì lập tức bị một thứ gì đó Rúi đầu xuống thêm lần nữa Nó lồi lên rồi lại dí xuống Làm đi làm lại nhiều lần Liên tiếp khiến lão ngột thở Tiếng cười nói chửi rủa cứ rì rì bên tai Nghe như hàng trăm hàng ngàn người Đang cùng mắng lão vậy Cái thứ đó quá mạnh Mặc kệ cho lão bùng vẫy dãy đạp đến cỡ nào Vẫn cứ rúi đầu lão xuống như thế cho tới khi lão chẳng thể cử động nữa mới thôi cơ thể lão dần mất cảm giác chẳng còn khó chịu chẳng còn đau đớn cho tới khi bên tay lão là những âm thanh hỗn tạp người đi đường trông thấy lão nằm lăn lóc bên vệ đường cả người nóng gian chân tay thì tím tái mạnh xanh lè đoán rằng lão nằm đó từ đêm hôm qua nên họ cùng nhau ôm lấy lão rồi đưa lên trạm y tế cái cơ thể mềm oặt nồng nặc mùi rượu của lão như ngọn nến trước gió chỉ trực tắt Y tá phải truyền cho lão ba chai nước Kèm theo mấy viên thuốc đủ loại mới giúp lão tỉnh lại Thậm chí lão mơ hồ lắm Chẳng nhớ gì Cứ luôn nói rằng bản thân đã chết Đã bị những thứ không sạch sẽ rúi xuống buồn Ngạt thở đến chết đêm hôm qua Dần dần lão trở nên hoảng loạn Y sĩ phải tiêm cho lão tỉnh mũi an thần Mới xoa dịu được cơn thịnh nộ của lão Nhưng sau khi không liên hệ được với người thân cũng như chẳng có tiền trả chi phí thuốc thang thì lão bị cho về nhà lão tỉnh khi này đã bắt đầu biết sợ lão biết những thứ kia là gì và lý do vì sao chúng ám ảnh mình cả ngày lẫn đêm như thế lão sợ đã rất sợ lão không phải sợ chết mà sợ dù chết rồi vẫn chẳng được yên với chúng khi đã tỉnh hơi men lão mới suy nghĩ được chín chắn hết tất thảy sự tình lão mua nhang đèn hoa quả đem lên chùa định bụng làm cái lễ xin được tha thứ cho lỗi lầm của mình vừa đến cổng chùa lão đã gặp sư thầy đang quét cổng lão cúi đầu chào hỏi sư thầy cũng khẽ đáp lễ như nhìn thấy những gì đang theo sau kẻ này sư thầy cho hắn một lời khuyên chào ông ta không biết ông đã và đang làm những gì nhưng ta chắc chắn rằng ông đã mắc quá nhiều sai lầm trong cuộc sống hãy thành tâm sám hối tù tâm tích đức may ra già... Tạ thầy, con xin nghe thầy. Như được cái đúng chỗ ngứa, thấu tỏ nỗi lòng. Lão nể phục sư thầy lắm, còn định quỳ xuống để vái tạ. Nhưng thầy đã nhận ra sớm và đỡ lão dậy. Kể ông đừng làm vậy. Thôi thì ông hãy cứ lên chùa tạ lỗi. Lát nữa tôi sẽ đưa ông đi tới một nơi. Vâng, chăm sự nhờ thầy giúp con. Chưa người trần mắt thịt như con chẳng biết cách nào để bớt khổ. Nói đoạn lão quay người bước lên chùa, sư thầy vẫn đứng đó, mắt dõi theo lắc đầu. Chả khi nào cho hết nghiệp. Lão tỉnh đứng giữa sân chùa thắp e nén hương, miệng lầm rầm khấn vái. Nam mô. Bà nén hương trên tay lão đột nhiên cháy rực, ngọn lửa xanh lét quỷ dị, sợ hãi. Lão hét lên một tiếng rồi ném vội thứ trên tay xuống nền đất. Nhưng khi nằm dưới nền thì mọi thứ lại hoàn toàn bình thường. Lão lại bắt đầu đun lên vì sợ, tay cầm bật lửa tay cầm mấy nén nhang châm mãi chẳng cháy mãi cho tới khi sư thầy trở lên chùa vẫn thấy lão tỉnh đứng loay hoay ở đó thầy chắp tay khấn phái tụng một đoạn kinh phật rồi giúp người đàn ông kia bấy giờ lão ta mới cắm được nén hương vào cái lư đặt giữa sân chùa bước vào chính điện lão tỉnh nát luôn cảm thấy có những ánh mắt đang dõi theo mình nhưng lại chẳng thể trông thấy nguồn gốc của những ánh mắt đó là từ đâu lão sợ hãi đi theo sư thầy từng bước một, như cố gắng tìm kiếm sự che chở từ bậc tu nhân đáng kính này. Sư thầy dẫn lão đi thắp hương khắp các vị la hán, Bồ Tát, tượng Phật trong chùa. rồi dẫn lão ra ngoài bộ bàn ghế đá ngồi uống nước. ở đó thầy hỏi dò lão thử xem tâm tính của lão tịnh đã đổi khác chưa. nhưng thấy những câu trả lời quen co, chối lỗi của lão thầy thì cũng chỉ biết lắc đầu. Lão đã sợ, đã biết mình sai, đã muốn xin được tha thứ nhưng lại không muốn ai biết đến lỗi lầm của mình, không muốn chủ động sửa chữa. Thầy đã đoán được rằng chính lão là kẻ lấy cắp đi toàn bộ số tiền trong hòm công đức và đang bị những oan hồn ở đây ám ảnh, dọa nạt cho nên mới sợ, mới hãi, mới phải lên chùa thắp hương cầu phúc. Nhưng thần Phật nào chứng cho những kẻ như lão? Trời ngạ về chiều, sư thầy tiến lão tình rồi trở vào chính điện gõ mó tụng kinh thầy bàng hoàng khi trông thấy toàn bộ chân nhang trên tất cả các bát hương đã bị cháy rụi hết đó có lẽ là khoảnh khắc mà sư thầy chưa bao giờ trải qua trước đây trời lại kéo mưa mây đen vẩn vũ cộng thêm những tia sét để đùng như báo hiệu một chuyện chẳng lành sắp đến với ngôi làng nhỏ này ấy thế nhưng trời cứ âm u mãi mà chẳng có giọt mưa nào cả tối hẳn một lão già trong trạng thái say xỉn tay cầm chai rượu bước thấp bước cao tiến vào trong làng. Đột nhiên lão há hốc mồm mắt trợn ngược. Trong ánh mắt lờ mờ nửa tỉnh nửa mơ lúc này, hàng trăm hàng ngàn bàn tay đen sì đang cùng hướng về phía lão. Đồng loạt những thứ đáng sợ ấy túm lão quăng xuống cái mương nước. Lão hãi quá, hình ảnh bản thân bị dìm chết dưới ruộng lại hiện về. Bằng tất thảy sức bình sinh, lão vùng lên, bò lên bờ, há mồm muốn hét thật lớn thì những bàn tay đen ngòm lại giữ chặt cổ họng của lão. Lão như con vịt bị bóp cổ, nhồi bánh đúc, cứ ạc ạc trong vô vọng. Trời một lần nữa đem mây rông trở lại, sấm chớp liên hồi. Những âm thanh đỉ đùng như dọa nạt tất thảy mọi thứ tìm nơi trú ẩn. Mưa như chút, mưa xối xả, mưa như chưa bao giờ được mưa. Lão cảm nhận được những hạt nước như tắt thẳng vào mặt, đau rát tê tái. Tâm trí của lão tỉnh táo hơn bao giờ hết, chỉ có điều nó đang dần buông thả trước áp lực của thế lực vô hình kia. Sư thầy trên chùa như cảm nhận được chút khí tức gì đó khác lạ, thêm cảm giác bất an vẫn cứ nhắc nhở thường trực, khiến thầy không tài nào yên giấc. Thầy cầm theo cây đèn báo, khoác cái áo tơi, bước đi trong màn mưa xối xả. Vừa bước xuống bậc tam cấp, một tia sét chói lòa giáng xuống chân đồi, kèm theo cái thứ âm thanh đi đùng như bom nổ. Hỏng, hỏng rồi, thầy nhanh chân hết mức có thể đường trơn trượt khiến bản thân thầy cũng lảo đảo suýt ngã mất mấy lần lại thêm tia sét nữa ầm ầm như thác đổ đinh tay nhức óc cây đa giả cạnh bờ mương dưới chân đồi cháy được trong màn mưa khi sư thầy đến nơi trong ánh sáng le lói của chiếc đèn bão cộng thêm những tia sáng trên nền trời một cơ thể co quắp cháy khét đang nằm dưới mương nước thầy lặng im một hồi thay vì tụng một bài kinh cầu siêu thì thầy lại nở nụ cười nhẹ rồi âm thầm quay trở lại chùa dần dần khắp nơi vẫn đồn thổi những chuyện ly kỳ về những bộ xương bị xét đánh người ta đồn rằng bọn trộm chuyên nghiệp rất ao ước có được bàn tay người bị xét đánh chúng tin rằng khi đi ăn trộm mang theo bàn tay của người bị xét đánh thì chúng sẽ trở nên vô hình không ai nhìn thấy được mà cứ thế vô tư ra vào nhà đối tượng như chỗ không người Chẳng biết việc cầm xương bàn tay người bị xét đánh có giúp tên trộm có khả năng đó không. Nhưng lời đồn đó ở vùng đất nào cũng có. Tuy nhiên, những người không tin vào dị đoan thì giải thích rằng chính bàn tay của người bị xét đánh có một năng lượng nào đó mà khiến chủ nhà ngủ say nên bọn trộm cứ thế mà tung hoành vơ vét của cải. Những người nghiên cứu về mật tông thì giải thích rằng các pháp sư người Lào, Thái Lan sử dụng xương người bị xét đánh để luyện bùa những người bị xét đánh nếu chết thì đều là chết bất đắc kỳ tử chết oan ức nên linh hồn của họ không siêu thoát được mà cứ luận quẩn ở nhân gian các pháp sư cao tay là những người giỏi dùng thuật để sai khiến các oan hồn bắt oan hồn làm nô lệ tay sai cho họ oan hồn bị xét đánh cứ quẩn quanh ở bộ xương nên các pháp sư dùng bộ xương bị xét đánh đó để giam hãm các oan hồn và sai khiến oan hồn làm việc cho họ những khi họ cần người ta đồn rằng năng lượng từ bộ xương bị xét đánh cộng với khả năng thần thông của oan hồn người chết có thể làm được những việc nhỏ như chữa bệnh truyền năng lượng cho người yếu đến bắt ma cho các bệnh nhân tâm thần thậm chí là làm cho người khác phát điên hoặc chết bất đắc kỳ tử thế nên pháp sư nào sở hữu một bộ xương bị xét đánh thì chẳng khác gì sở hữu một kho báu hay một lưỡi tầm xét không chỉ nâng cao vị thế uy tín trong giới pháp sư mà còn có thể kiếm tiền như nước. Vì lẽ đó giới pháp sư sẽ bỏ ra rất nhiều tiền để sưu tập cho được những bộ xương bị xét đánh. Càng sở hữu được nhiều bộ xương, sai khiến được nhiều oan hồn, thì năng lực của họ càng mạnh. Ở cái vùng quê nghèo này thì những câu chuyện truyền tay nhau về sức mạnh thần bí của những thi thể, bộ xương hay chỉ riêng bàn tay của những người xấu số ấy cũng đã quá đủ để hành nghề rồi. Cũng chính vì vậy khi tin lão tỉnh ở làng này bị xét đánh nhiều kẻ đã lăm le ý đồ đen tối với cái thi thể ấy rồi. Cái xác lão ấy được dân làng đưa thẳng ra đồng, đặt tạm ở cái nhà tang vốn là người từ nơi khác tới. Chẳng họ hàng thân thích gì nên cũng không có ai đứng ra ma chay lễ bái chôn cất đàng hoàng như người khác. Vài người hảo tâm gom góp mua cho lão cái áo quan, vài người cũng được cắt cử đi đào huyệt. Cái huyệt sâu 3 mét có dư, ai cũng hiểu rằng chuyện gì có thể xảy ra với cái xác bị xét đánh của lão tình thành đã đào sâu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu chẳng họ hàng hăng hốc dây mơ rễ má gì nhưng cũng là cái tình làng nghĩa xóm sư thầy trên chùa tới từ sớm chỉ đạo mọi việc từ cúng bái lễ lạt rồi tụng kinh cầu siêu ánh mắt thầy thi thoảng lại hướng về một phía nào đó xa xăm như dõi theo hình bóng mờ ảo đang lạng vạng quanh đây chín giờ sáng quan tài đã hạ xuống huyệt mấy cậu thanh niên trai tráng hì hục xúc từng sẻng đất nặng nề hất xuống hố người làng cũng dần về cả chỉ còn mấy người thuộc đội mai táng là ở lại đắp mộ gắn bia đá cùng sư thầy sau khi ngồi mộ bằng đất hình thành và được đắp cỏ toàn bộ sư thầy nán lại kiểm tra quanh đó một chút rồi cũng trở về chùa mọi thứ lại trở về bình thường như nó vốn có giống như chẳng có ai nhớ đến một lão bậm rượu suốt ngày la cả nhà này nhà nọ kiếm bữa cơm chén rượu à không vẫn còn những kẻ nhớ tới lão chứ những kẻ ôm mộng hành nghề với đôi bàn tay của người bị xét đánh chúng vẫn đang lăm lè cái thứ báu vật đó dù nó đang nằm dưới đất sâu đồng thời cũng phải canh chừng nhau xem có động chạm tới đồng nghiệp hay không nữa nhưng rồi khi cảm thấy thời cơ đã chín mùi Vài kẻ chẳng thể chờ thêm được nữa Chúng quyết định ra tay Nửa đêm trăng sáng Ba kẻ trộm mộ Tay sách nách mang đủ thứ dụng cụ cần thiết Cẩn thận di chuyển ra ngoài đồng Nơi ngồi mộ của lão tình Lão Mão, thằng Tú và thằng Tâm Đám này là người ở làng bên Cũng chẳng còn xa lạ gì với dân làng này Khi mà đã vài vụ trộm cắp Có dính dáng đến chúng Cả đám cẩn trọng đứng bên cạnh ngôi mộ Xem xét tình hình trong đám tang của cái thi thể khô quắt này, Lão Mão cũng có mặt để theo dõi toàn bộ cấu trúc cũng như bố trí chiều sâu của ngôi mộ. Lão cẩn thận quan sát hết thảy mọi thứ, kể cả lúc sư thầy nán lại, Lão cũng đứng từ xa mà nhìn. Trong đêm, tiếng quốc sẻng vang lên dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Ba tên trộm mộ vừa hì hục đào bới, vừa phải đưa mắt quan sát xung quanh. Trời càng về khuya gió nhẹ, Rõ ràng là đang hoạt động với cường độ cao và liên tục Nhưng họ đều cảm thấy lạnh lạnh trong người Tú lên tiếng Khoan, nghỉ tay chút đã Nghỉ gì mà nghỉ, đào đi, nhanh lên Làm gì mà gấp vậy bố, để chúng tôi nghỉ ngơi một lát thì có là bao Chúng mày nghe tao, nhanh lên, đừng có nói nhiều nữa Làm đi Tú, bố nói trước giờ có bao giờ sai đâu Thằng Tâm lên tiếng thúc giục thằng Tú cả hai chẳng phải con trai của lão mão cũng chẳng có quan hệ thân thiết ruột thịt gì chỉ là lão vào nghề trước thu nhận chúng làm đệ tử nên chúng gọi lão là bố cả bọn tiếp tục hì hục đào bới trời đang sáng trăng từ từ nổi gió lớn mây mù kéo đến đen kịt sấm chớp nổi lên từng ánh sáng lòe soi tỏ những gương mặt lấm lem mồ hôi thấp thoáng trong màn tối một thân ảnh co quắp đứng bên cạnh quan sát đám người kia từ bao giờ Ba kẻ trộm mộ chẳng hay chẳng biết cứ gắng sức mà đào mà bới. Cuối cùng cố quan tài cũng hiện ra trước mắt. Chúng vui mừng đập tay nhau, cười cười, nói nói. Thôi, nhanh cái tay lên, thằng Tú bật cái nắp ra, thằng Tâm cầm dao cầm túi ra đây cho bố. Hai thằng y lời mà làm, Tú cẩn thận đưa con dao rửa, lách vào nắp bẩy lên, cùng thêm cái xà cày nhanh chóng bật được nắp quanh lão máu lấy trong người ra một cái túi gì đó rắc vào bên trong một mùi khó chịu đến lợm giọng sọc lên tận óc khiến lão phải bịt chặt mặt mũi thằng tú đứng sát bên mắm môi mắm mày nhưng vẫn chẳng chịu nổi mà nôn thốc nôn tháo tâm thấy thế mỉa mai ôi dào mới có thế mà đã không chịu được thì mày làm sao theo được bố có giỏi mày lại đây mà làm tiếp mày cầm lấy cái này tâm đưa cho thằng tú túi đồ nghề và cái da bò để lát nữa đựng đôi bàn tay của cái xác kia. Nó lấy trong người ra cái khăn mùi xoa với vài lát gừng tươi, quấn ngang mặt, bịt chặt mũi như cái khẩu trang. Xong xuôi nó tự tin tiến về phía lão mão. Phải nói thằng tâm gan giả dạ và liều lĩnh hơn thằng Tú rất nhiều. Nó dám tay không nâng cái xác lên cùng với lão mão giữ chặt hai bàn tay. Đưa cái dao chặt đây. Thằng Tú mắt vẫn không dám nhìn chuyện hai người kia đang làm tay lần mò trong túi đồ tìm kiếm. Một hồi, nó đưa cho lão mão con dao bản to, lưỡi sắc lẹm. Lão đón con dao trong tay chẳng nghĩ nhiều, giơ cao lên toàn chặt mạnh xuống. Đúng lúc đó một tia sét chói lóa rạch ngang trời. Chỉ khoảnh khắc đó thôi cũng đủ để nhiều chuyện kinh hãi xảy ra. Thằng Tú trông thấy rõ ràng cái bóng đen co quắp đang đứng bên cạnh hai người kia. Nó sợ quá, chân tay buồn rùn miệng lắp bắp. Có, có ma Nghe thấy thằng Tú hét lên Lão máu giật mình chán trượt vào ngón tay cái Đang bám trên cái tay khô quắt kia Ngón tay lăn lông nốc xuống bên cạnh cái xác khô Lão gạo lên trong đau đớn Sợ tiếng động sẽ khiến cả đám bị phát hiện Thằng Tâm nhét ngay bàn tay Vừa mò cái xác vào mồm lão Cảm giác nghẹn họng và lợm giọng của mùi xác chết Khiến lão quên đi cơn đau Khạc nhổ cái thứ bẩn thỉu kia ra khỏi miệng cái thằng chết tiệt này Mày làm cái quái gì thế Bố hét nhỏ thôi kéo có người biết Cũng tại cái thằng nhát chết kia kìa Cứ làm ầm cả lên Mà với quỷ cái mẹ gì Thằng Tú run rẩy Con, con thấy thật mà Thấy thấy cái sư bố mày Mày nhìn cái thấy của mày đây này Lão Mão sợ bàn tay mất ngón cái lên Mắng chửi thằng Tú xối xả Trong lúc đó thằng Tâm vẫn giữ được bình tĩnh Một thứ bình tĩnh đến kỳ quái nó dứt khoát lấy con dao trong tay lão mão Đặt cánh tay co quắp lên thành quan tài Vùng tay chém mạnh xuống Sấm sét để đùng Gió rít lên những âm thanh kỳ dị Tất cả giống như đang cảnh báo Về một điều gì đó kinh khủng sắp xảy tới Hai bàn tay của kẻ bị sét đánh nhanh chóng Rời khỏi thân thể Cũng chẳng để cho hai người kia làm gì Nó mang những thứ vừa kiếm được Để vào trong cái túi Khóa lại để sang bên Thằng Tâm quay trở lại cái quan tài Lục tìm ngón tay của lão mão khi nãy Nhưng kỳ lạ thay chẳng có ngón tay nào ở đó cả Dù cho nó có lật tung mọi thứ lên Hai kẻ kia cũng nhanh chóng tìm cùng mà kết quả vẫn thế Khi nghe thấy tiếng gà gáy vang vọng từ trong làng Lão máu chẳng còn đủ kiên nhẫn Lão hô hào hai thằng trai trẻ đậy nắp quan Nhanh chóng trả nó về vị trí cũ Rồi lấp đất lại như ban đầu Khi ba kẻ trộm mộ vừa hoàn thành công việc của mình thì cơn mưa rào cũng ập tới, giống như giúp chúng che đậy đi tội ác của mình. Tuy thành công có được hai bàn tay xét đánh, nhưng lão máu đã đánh mất đi ngón tay cái của mình. Lão vừa mừng, vừa bực bội. À nổi lão, thằng Tú và thằng Tâm mua ít thịt chó với chai rượu trắng, về để cả đám liên hoan. Cơn đau, sự tiếc nuối bực bội nhanh chóng được thay thế bằng niềm vui và sự phấn khởi. Chúng dự định sẽ làm lễ đặt đôi bàn tay ấy lên ban thờ và thờ cúng. Sau này việc làm ăn của chúng dường như đã được đảm bảo. Chúng đều đang tin tưởng vào một tương lai vô lo vô nghĩ, vạn sự hành thông ở phía trước. Nhưng mà quả báo thường đến sớm hơn người ta tính. Đêm đó khi cả ba đã say mềm, lão máu tự dưng nổi hứng, lôi hai bàn tay khô cong kia ra mà ngắm nghía cười cợt. Cũng không thể ngờ được rằng cái ngón tay cái đã mất của lão lại có sẵn trong cái túi đó từ lúc nào. Rõ ràng hôm đó lão và hai thằng đệ đã lục tìm khắp mà có thấy đâu. Cảm giác ớn lạnh, làm não nổi hết cả da gà. Một tiếng nổ ầm vang trời đất làm lão giật mình. Trời lại nổi rông bão, gió đem theo hơi nước thổi vào trong căn nhà, càng khiến lão cảm thấy lạnh lẽo âm u đến vô cùng. Vài tiết chớp lóe lên hắt bóng lão lên tường. Đáng kinh hãi hơn là ngoài bóng của lão còn một hình bóng khác nữa to lớn quỷ dị lão quay ngoắt đầu lại cái thân ảnh co quắp khô đét mà lão thấy khi đào mộ ngày hôm qua hiện đang ngay trước mắt khỏi nói lão hoảng loạn tới mức nào hai cánh tay cộc lốc giơ ra đằng trước chỉ về phía hai bàn tay đứt rời kia và khi nỗi sợ hãi dâng lên cao nhất lão há hốc mồm ngáp ngáp mấy bận ngón tay cái của lão đang cắm giữa trán của chính lão chẳng còn sợ hãi chẳng còn ghê sợ cũng chẳng còn những tham vọng ham muốn chỉ còn một cái xác lạnh lẽo nằm dưới sàn nhà thằng tâm cũng chẳng khá khẩm hơn sau cái chết kỳ lạ của lão mão nó cùng thằng tú sợ hãi vì đều đoán được rằng điều gì đã xảy ra với lão thứ gì đã xuất hiện hai thằng bảo nhau kiếm cái lễ mọn lên trên chùa hy vọng được cứu vớt chúng cùng nhau lên chùa cúng bái thảo hòm công đức rồi lại lục cầu xin sự cứu vớt của thần phật sư thầy vừa trông thấy hai người này cộng thêm thái độ và sự sợ hãi của họ cùng thêm cái cảm giác kỳ lạ càng khiến thầy chắc chắn về suy luận của mình rõ ràng ấn đường của hai kẻ này tối sầm lại báo hiệu cho cái chết đang ập đến thầy muốn lại nhắc nhở nhưng có thứ gì đó đang cố tình ngăn cản thầy làm điều ấy cái cảm giác đau đớn nhức nhối dữ dội ở lồng ngực khiến sư thầy khuỵ hẳn xuống miệng cứng đơ không há nổi hai kẻ đó nghe tiếng sư thầy ngã xuống thì vội vàng lại đỡ và hỏi thăm nhưng càng ở gần chúng thầy càng đau đớn hơn thầy chỉ biết ra hiểu cho chúng là bản thân ổn rồi gắng sức đứng dậy và trở về căn phòng của mình lúc đó cái cảm giác khó chịu kia mới dần dần dịu bớt sư thầy cũng chỉ biết lắc đầu có lẽ chúng đã phạm phải đại kỵ gì đó và thứ chúng phạm phải đã và đang ngăn cản thầy can thiệp vào chuyện này và đúng như thầy đã nghĩ tối hôm ấy, hai kẻ kia giấu đi nỗi sợ hãi của bản thân bằng rượu. Chúng uống, uống thật nhiều, uống cho quên đi mọi thứ đã và đang diễn ra. Khi đã say sưa, thằng Tâm đột nhiên lững thững bước xuống bếp, nó cầm theo một con dao rửa, lững thững bước lên nhà trên. Trước mắt nó lúc này, cái thân ảnh khô khốc kia đang hiện ra ngay trước mặt. Thứ đó lao về phía thằng Tâm khiến nó khiếp đạp. Nó vung chân đạp bay cái xác ấy về phía xa, đột nhiên cái xác ấy mọc lại hai cái tay rồi lại đứng phát dậy lần nữa lao đến thằng tâm điên máu cộng thêm cả tí men say trong người nó cay cú bóp chặt cổ thứ gớm ghiếc kia thì mạnh xuống đất nhân cái thời cơ đó lần nữa nó chém đứt hai tay của đối thủ rồi cười khành khạch khoái trá lắm thằng tâm tự mãn với chiến thắng của mình nó không thể ngờ rằng bản thân lại mạnh mẽ như thế cái xác khô khi bị nó chém mất hai tay thì gào rú lên đinh tai nhức óc. Nó không chịu nổi nữa vùng dao dứt khoát. Cái đầu lăn lông lốc, máu văng vào mặt khiến nó bừng tỉnh. Trước mắt nó bấy giờ là thi thể của thằng Tú, mất đầu, mất tay. Hóa ra dạ thứ nó thấy từ nãy tới giờ chỉ là ảo ảnh. Thực tế nó đã giết hại chính người đồng nghiệp thân thiết của mình. Từ đằng xa, nó lần nữa thấy cái xác khô của tay kia tiến lại. Chẳng còn chút can đảm nào xót lại nó đứng yên chịu trận mấy ngày hôm sau có người họ hàng tới thăm nhà thằng tâm không thấy ai ở nhà cổng thì không khóa người đó mở cửa ra đã trông thấy cảnh tượng hãi hùng hai cái sắc không đầu không tay nằm lạnh ngắt dưới sàn nhà đang bắt đầu phân hủy bốc mùi thum thùm đến khiếp hồn ba cái chết chỉ trong ít ngày hơn nữa đều quỷ dị khiến ai nấy cũng hoang mang sợ hãi hơn nữa khi kiểm tra nhà của thằng tâm người ta còn tìm thấy hai bàn tay khô quắp đặt trên ban thờ tạm thời chưa biết của ai nhưng càng khiến cho mấy cái chết này thêm phần bí ẩn và ma mị hơn chẳng mất nhiều thời gian nhiều câu chuyện ma quỷ đã được dân làng xây nên với vô số những tình tiết hư cấu thêm mắm dặm muối để có vẻ kỳ bí hơn ai cũng tin rằng đôi tay kia chính là bọn này trộm của lão tình mới chết vì xét đánh chứ chẳng ở đâu khác cả quả thật khi ra cái mộ của lão người ta thấy rất nhiều dấu vết chứng tỏ rằng nó đã bị đào bới gần đây. Điều đó càng khiến sự nguy hiểm về những kẻ trộm mộ chặt tay người chết vì xét đánh rồi bị báo thủ trở nên khả dĩ hơn. Cuối cùng, những người có thẩm quyền quyết định khai quật ngôi mộ của lão tình lên một lần nữa để chứng thực nghi vấn kia. Nếu đúng sẽ trả hai bàn tay về với chủ nhân của nó, còn nếu sai thì cũng khẳng định những suy luận và hướng điều tra trước đó là hoàn toàn sai sau khi xin ý kiến khắp nơi cuối cùng ngày khai mộ cũng đến dân làng bu đen bu đỏ hóng hớt đều bị bắt đứng từ rất xa chỉ có những người có thẩm quyền mới được tới người phụ trách đào bới lần này là ông bảy người làm nghề bốc mộ thuê đến nay cũng hơn chục năm trải nghiệm và kinh nghiệm của ông trong lĩnh vực này là không phải bàn cãi ông bảy chỉ nhìn qua là đã khẳng định ngôi mộ này có dấu hiệu bị đào bới và lấp lại hòng che mắt người khác trước khi bắt tay vào đào ông cũng cầu con trai là anh lục đốt một bó nhang thật lớn người con trai của ông phụ trách cắm cho những ngôi mộ xung quanh đó mỗi ngôi ba nén còn ông bảy thì chia số nhang còn lại thành bảy phần cắm quanh mộ theo một quy tắc gì đó thì phải đoạn ông chắp tay khấn mấy câu đại ý là xin phép mạo phạm tới giấc ngủ của người nằm dưới đất rồi chờ nhang cháy quá nửa thì hai bố con ông bắt đầu vào việc ngôi mộ sâu Người làm chỉ có hai bố con ông bảy vì cũng chẳng tìm được người nào dám động chạm vào một ngôi mộ của người bị xét đánh. Hơn nữa với những câu chuyện ma quỷ được lan truyền mấy ngày nay thì lại càng khó. Hơn 9 giờ, gần 3 tiếng đồng hồ kể từ khi hai người bắt tay vào làm thì cỗ quan tài gỗ tạp đã hiện ra trước mắt họ. Dấu vết mở nắp bằng vật cứng còn mới y nguyên, trong lúc mọi thứ được lưu lại làm bằng chứng ông bảy đốt thêm một bó nhang nữa cắm thêm vào những vị trí trước đó khi mọi thứ đã sẵn sàng ông bảy thêm một lần nữa chắp tay trước ngực khấn phái lầm rầm ông và anh con trai vừa chuẩn bị mở nắp thì trời bắt đầu xuất hiện dị tượng mây đen kéo đến gió mạnh ếch nhái kêu râm ran chim trời đồng loạt vỗ cánh bay hết vài con rắn chẳng biết ở đâu ra bò trườn nhung nhúc quanh ngôi mộ người trên bờ thì hoảng sợ Người dưới mộ lại chẳng hay Cứ vội vàng gấp gáp làm cho nhanh kẹo trời mưa Chẳng chờ đợi thêm được Ông bẩy luồn cái xà cầy cùng con trai Đếm hai ba Rồi dồn lực Bảy cái nắp quan tài ra Một mùi xú uế lan tỏa Kèm theo mùi tanh tưởi đến lợm giọng Anh Lục giật mình hét lên Khi trông thấy bên trong quan tài Vô số con lươn to bằng cổ tay quẩy đạp Trời mưa suốt Nên việc ngôi mộ ngập nước là điều bình thường nhưng việc xuất hiện lươn to như vậy trong mộ Lại là một ngôi mộ còn mới Gỗ còn tốt là một điều hy hữu Ông Bảy còn đang chưa hiểu nguyên do Thì lại nghe tiếng cậu con trai của mình hét lên Nắm chặt bàn tay đau đớn Ái chà mẹ kiếp nó cắn Hóa ra vì tò mò nên anh ta thò tay xuống Muốn bắt thử con lươn kiểm tra xem nó to đến cỡ nào Thì bị nó cắn cho một nhát Những vết răng cắm sâu vào da thịt Cảm giác đau bút đến tận óc khiến lục gần như choáng váng nhưng mọi thứ lại trở về như bình thường ngay lập tức vết thương kia giờ cũng chỉ hơi nhói như kim đâm chẳng còn cảm giác đau buốt như khi nãy có sao không còn còn không sao đúng thật là tao đã dặn bao nhiêu lần rồi vẫn cứ không bỏ được cái tính tò mò có ngày thôi nhanh lên bảy cái đế quan lên luồn dây vải vào hai bố con ông bảy lại tiếp tục công việc của mình với sự hỗ trợ của mấy đồng chí bên cơ quan chức năng Cái quan tài nhanh chóng được đưa lên mặt đất Một ngày một nặng mưa cũng bắt đầu rơi Mấy con lươn khi nãy chẳng biết từ bao giờ đã chui hết ra ngoài Quấy đạp trong cái hố quan Lục ngồi đờ đẫn nhìn mấy con vật đó Giống như tò mò nhưng ánh mắt lại có vẻ thèm khát lắm thì phải Sau khi kiểm tra dấu vết để lại Trên nắp và thành quan tài Cộng thêm việc cái xác thiếu mất hai bàn tay trùng khớp với hai bàn tay được phát hiện ở nhà thằng Tâm. Các cán bộ đưa đến kết luận chứng thực rằng hai nạn nhân trong vụ án này có liên quan tới việc trộm mộ chặt tay của lão tình, người chết vì bị xét đánh. Việc điều tra rõ ràng khiến câu chuyện về kẻ bị xét đánh rồi còn bị trộm mộ chặt tay đội mộ dậy trả thù càng trở nên chân thực. Ai cũng tin tưởng rằng lão Mão, thằng Tâm, thằng Tú vì ham muốn cái thứ quyền năng vô hạn được đồn thổi trong nhân gian mà liều lĩnh phạm tới ngôi mộ của lão tình kết quả thì ai cũng biết trong cái quãng thời gian mà sự sợ hãi bao trùm hết cả ngôi làng ấy đám trẻ bị cấm tiệt ra khỏi nhà vào ban trưa hoặc là buổi tối đứa nào đứa nấy cũng bị gia đình cảnh báo về những mối nguy hiểm vô hình đang ẩn nấp ngoài kia nhưng trẻ con mà đâu phải vì thế mà chúng nó từ bỏ những thú vui thường ngày của mình chiều hôm đó Chờ khi bố mẹ vừa đóng cửa buồn đi ngủ Đức lẹn ra vườn Trèo lên cây nhãn rồi bám theo cành Leo lên tường và trốn ra ngoài Chân vừa đáp đất Đức đã thấy hai thằng bạn thân nói cười không ngớt Từ phía xa tiến lại Ba thằng nhanh chóng tập trung với đám còn lại Ở chỗ hẹn Vì người lớn đang cấm Nên đám chúng nó không dám đùa nghịch công khai Ở đầu làng như mọi lần Cả bọn có tám đứa rủ nhau lên ngọn đồi Nơi có ngôi chùa cổ tìm một chỗ nào đó vắng vẻ dựng lều với nhau. Đứa nào đứa nấy hào hứng lắm, nhưng vẫn phải đi nhẹ nói khẽ. Kẹo chỉ cần người lớn biết, kiểu gì thì kiểu, đám chúng nó cũng no đòn. Cái nắng chói chang không ngăn nổi những tâm hồn thơ ngây, đầy mơ mộng. Chúng nó nhặt mấy cây củi chắc làm khung, bẻ những cành bạch đàn làm tường và mái. Chẳng mấy chốc hai cái lều đã thành hình. Mấy thằng phụ trách làm nốt đám còn lại đi bẻ cái lá chuối để lót nền đức và thằng tổ cùng nhau đi kiếm củi lát nữa đốt rồi đi mót mấy củ khoai về nướng nữa là hết bài thằng này tên của nó vốn không phải là tổ mà tại nó cứ ngố ngố cũng thật thà quá mức nên người nhà gọi nó là tổ dần dần đám trẻ đồng trang lứa cũng chỉ biết đến cái tên tổ của nó chứ quên mất cái tên thật lâu rồi khi hai thằng vừa kiếm củi vừa mơ tưởng về những củ khoai ngon ngọt, thì nghe thấy tiếng người lớn quát tháo ở phía bọn nó dựng lều khi nãy. Mấy cái thằng nhãi này, về mau, ai cho chúng mày ra đây chơi giờ này? Còn cái nhà ai không biết, có tìm tao gọi bố mẹ chúng mày đến đánh cho một trận không hả? Về ngay! Bác Sửu, người canh đê đã ngoài 50 tuổi, dù nắng mưa rông bão hay thiên tai hạn hán chưa bao giờ bác bỏ vị trí của mình. Bác ở cái điếm canh đê còn nhiều hơn ở nhà, từ ngày có mấy câu chuyện về ma quỷ được lan truyền bác thường xuyên đi quanh làng vào những khoảng thời gian mà người ta gọi là giờ linh để nhắc nhở mọi người còn ở ngoài đồng ngoài ruộng mau trở về nhà tránh gặp những thứ không sạch sẽ dĩ nhiên bác sửu có lý do để tự tin làm những công việc giúp đời giúp người ấy cũng không phải ngẫu nhiên mà bác có thể bám trụ với cái công việc canh đê đó ngần ấy năm dù đã chứng kiến và đưa hàng chục cái xác chết lên điếm canh đê Mỗi lần bắt gặp hoặc trục vớt được nạn nhân chết đuối Mà bác cũng chẳng mảy may lo sợ Lý do cụ thể thì hồi sau khắc rõ Nghe tiếng bác sửu quát tháo Đám trẻ con bỏ lại hai cái lều nhỏ Chúng mới dựng Mà ba chân bốn cẳng hô hào nhau chạy về nhà Bác đếm kỹ thì thấy có đúng bảy đứa Nắn lại thêm đôi chút quan sát kỹ Xem còn sót thằng nào không Rồi bác mới quay lưng rời đi Tối trời bố mẹ thằng Đức vẫn không thấy con trai ở nhà thì vội vàng đi tìm. Họ đi khắp nơi hỏi thăm nhà mấy đứa bạn mà thằng Đức hay lui tới mỗi ngày nhưng cũng không có. Đám trẻ kể lại việc trưa nay có gặp thằng Đức nhưng kể từ lúc bị bác sửu quát thì đứa nào biết thân đứa nấy chạy tán loạn hết, cũng chẳng gặp nó thêm lần nào nữa.Chú Trung thương con trai dặn vợ ở nhà chờ tin, còn mình thì mặc kệ mấy câu chuyện ma quỷ, chẳng rõ thật giả chạy đến nốt nhà mấy đứa trưa nay đi chơi với con mình. Cô Thu cũng lo lắng lắm, nhưng sợ con nó có vẻ lại không thấy bố mẹ ở nhà nên cũng đành ngồi đợi. Chú chung gặp thêm mấy đứa trẻ nữa vẫn không đứa nào biết. Mãi cho tới khi chú gặp thằng Tổ, nó mới kể rằng trưa nay nó với thằng Đức đang kiếm củi, thì nghe tiếng quát tháo phía mấy cái lều. Chúng nó dựng khi nãy thì quay qua nhìn. Rồi trông thấy đám kia chạy, thằng Tổ cũng cắm đầu cắm cổ chạy. Được một đoạn nó ngoảnh lại thì đã không thấy thằng Đức đâu nữa. Cứ tưởng là đã bị vượt mặt, nó lại càng gắng sức mà chạy nhanh hơn nữa. Cuối cùng nó vẫn chẳng thể biết thằng bạn mình đã bị lạc mất từ bao giờ. Chú chung nhờ thằng bé chỉ cho chỗ mà nó với thằng Đức lần cuối cùng gặp nhau, rồi chẳng quản tối trời một mạch chạy tới đó. Trên đường gặp bác Sửu cũng đang đi vòng quanh làng. Dĩ nhiên, bác ấy nhiệt tình giúp người cha đáng thương này hai người đàn ông mỏ mẫm với cái đèn bão trong màn tối vừa đi chú trung vừa kể cho bác sửu nghe về lý do đứa con mình đi lạc bác ấy cũng không ngờ rằng trong đám trẻ hồi trưa nay còn sót lại một đứa âu oh, đó cũng là một phần lỗi của bác bác sửu cẩn thận nhớ lại từng chi tiết khi ấy quả thật lúc đó bác đã có cảm giác gì đó là lạ nhưng cứ nghĩ là mình đang nghi quá mức nào có ngờ sau một lúc tìm kiếm nhận ra bằng cách thông thường khó có thể tìm thấy thằng bé, bác đưa tay ngắt hai cái lá bưởi dại vừa thấy dưới đất, phổi phổi cho sạch bùn đất còn bám trên lá. Dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp hai cái lá bưởi bằng hai tay, bác lầm dầm cái gì đó. Đoạn, bác sầu tiến nhanh về phía sườn đồi, len qua các tán cây bụi thấp. Chú Trung thấy người đàn ông trước mặt bước đi, quả quyết như thể đoán rằng đã phát hiện thứ gì đó nên nhất nhất theo sau. Cành lá đâm chọc đầy chân tay mặt mũi, cộng thêm cái cảm giác lạnh lẽo xung quanh không ngăn nổi bước chân người cha mong mỏi tìm thấy đứa con trai mới hơn 10 tuổi đi lạc của mình. Bác sầu dừng lại ở một cái hang, chẳng biết do đâu mà có, không sâu lắm nhưng bị cỏ cây lấp hết lối vào. Bác cẩn thận xem xét một chút rồi ta hiểu chú chung lùi hẳn về phía sau. Từ cây đèn bão một luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra khiến chú Trung phải che mắt khó chịu. Khi mở mắt ra đã không trông thấy bác sửu đâu nữa. Chỉ loáng thoáng thấy mấy cái bụi cây hướng về phía cái hang kia đang rung chuyển. Chú ấy đáng lẽ phải ở ngoài chờ, nhưng lại vì lo lắng cho đứa con trai của mình quá nên cũng tiến vào theo. Nhưng ngay khi vừa gạt hết mấy bụi cây rậm rạp để đứng trước cửa hang, thì chú cảm giác như cả một con trâu đâm sầm vào người. Cả cơ thể chú nhẹ bẫng rồi văng đi nằm sóng xoài dưới nền đất. Bác sầu bế theo thằng Đức hớt hải chạy ra khỏi cái hang. Vừa bước ra đến cửa thì cả cái hang sập xuống kéo theo đất phía trên sạt lở, suýt nữa chôn vùi cả hai bác cháu. Kể ra cũng lạ, bác sầu sống ở cái làng này suốt mấy chục năm, lên xuống ngọn đồi này liên tục nhưng chưa bao giờ phát hiện ra cái hang này. Còn chưa kịp thở, bác đã trông thấy chú Trung nằm im trước mắt, nhận ra không nên ở chỗ này lâu bác vội vã khó nhọc đỡ cả hai người dậy muốn ra đường cái để trở lại về làng đột nhiên lại nghe có tiếng sột soạt phía sau lưng bác sửu theo phản xạ buông bỏ hai người kia xuống quay phát lại thủ thế bác biết rằng ở cái thứ khi nãy có thể trở lại và tấn công bất kỳ lúc nào nên không thể khinh suất một giọng nói ôn tồn vang lên a di đà phật chẳng hay người dưới kia là ai sao lại ở đây giờ này Bạch thầy Bác sửu vào thế để một tay trước ngực cúi chào sư thầy Hai người cùng đưa bố con thằng Đức lên trên chùa Sau khi cho họ uống chút nước gừng cho ấm bụng Và để họ nằm nghỉ yên tĩnh trong phòng Sư thầy cùng bác sửu ra bên ngoài nói chuyện Bác sửu kể lại cặn kẽ câu chuyện cho sư thầy nghe Sư thầy cũng bất ngờ vì ngay sườn đồi Lại có một cái hang mà chẳng ai biết tới Hai người ngồi nói chuyện một lát thì bác sửu xin phép trở về. Đầu tiên là thông báo cho cô Thu biết về việc chồng và con đều an toàn và đang ở trên chùa. Việc thứ hai là bác phải tiếp tục về lại cái điếm canh đê để tiếp tục công việc của mình. Chăm sự nhờ thầy, thằng bé nó cũng chẳng có tội tình gì. Tiếc là việc này tôi chưa dám chắc cần thời gian để tìm cách. Ông yên tâm, ta đã nhận lời với ông thì sẽ làm. Cửa chùa từ bi, tu tâm tích đức, ta chẳng nề hà. Cảm tạ thầy, Nói đoạn bác sửu quay lưng rời đi, sư thầy đứng đó, nhìn theo bước chân nặng nề của bác thầm nệ phục. Một con người cả đời vì bà con làng xóm, chẳng quản nắng mưa đêm ngày. Rồi thầy trở vào trong, bắt mạch kiểm tra cho hai bố con thằng Đức. Cô Thu ơi, cô Thu, có ở nhà không cô ơi? À, chào bác, bác có thấy... Có, bố con nó đang nằm trên chùa ấy, cô lên đấy mà chăm non. Sư thầy đã cho uống thuốc rồi, cứ yên tâm nhé. Vâng vâng, em cảm ơn bác. Mà khoan đã, con đi đâu ra ngoài thì nhớ cầm theo cái này, đưa cho cả ông Trung lẫn thằng Đức nữa. Năm nay nhà bà gặp hạn lớn đấy, liệu mà tránh? Là, là sao hả bác? Chưa nói dứt câu, bác Sửu đã rời đi để mặc cho cô Thu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu đối phương muốn nói gì. Nhưng bấy giờ lo cho chồng cho con vẫn là quan trọng nhất. Cô vào nhà khoác vội cái áo cầm theo hai bộ quần áo cho bố con nó rồi mau chóng đi lên chùa không quên cầm theo mấy cái mảnh giấy gấp gọn mà khi nãy bác sửu đưa cho. Dù chưa hiểu lắm, nhưng thả cứ tin còn hơn không. Trước tới giờ ở cái làng này cũng có vài tin đồn về việc bác ấy có khả năng bói toán xem tướng số gì đó. Cũng phải, vì chẳng có người bình thường nào đối diện với những gì bác ấy từng trải qua mà vẫn cố bám trụ với cái nghiệp canh đê ấy cả. Hơn nữa bác nổi tiếng tốt tính, tâm đức đủ cả, nên ai cũng tin yêu và nể trọng. Sau khi lên chùa, cô thu được sư thầy đưa tới phòng mà chồng con cô đang nghỉ ngơi. Cũng vừa lúc mà chú Chung tỉnh dậy, cả cơ thể đang đau nhức, xương cốt như đạn nứt hết, cảm giác như chẳng có tí sức lực nào, gắng gượng ngồi dậy, tựa lưng vào bờ tường và cũng không nổi. Cô thu phải tiến đến bên cạnh mà đỡ chú lên. Kiểm tra một hồi, nhận thấy tình trạng của chú vẫn ổn chắc là do khi nãy bị chúng một cái cú va chạm mạnh nên cơ thể còn đang hỗn loạn cảm xúc thầy ngồi yên trầm tư một lúc lâu cho tới khi cô thu ngỏ lời bạch thầy gia đình chúng con đội ơn thầy đã cứu giúp à gì đà phật ta có làm được gì đâu nếu nhà cô muốn cảm ơn nên đi tìm cái ông sầu gì đó mà cảm ơn chính ông ta đã cứu được hai người này chứ không phải ta à, vâng nhưng dù gì thầy cũng cứu chữa cho chồng với con con Chắc chắn con sẽ tìm bác Sửu để cảm ơn lần nữa Sư thầy khẽ gật đầu rồi nói tiếp Ta có chuyện cần nói với anh chị Thầy cứ nói ạ à, Ấn đường của con trai anh chị kém lắm Thằng bé có lẽ đang gặp một cái hạn lớn Sau khi ông Sửu kia nói Ta mới để ý thấy điều đó Ta nghĩ hai người nên Để nó ở lại đây tu tập một thời gian biết đâu có thể hóa giải được đại nạn. Việc còn lại phải chờ ông sự lo liệu. Bác sầu cũng đưa cho con mấy thứ này, dặn là cả nhà con luôn phải giữ bên mình. Bác ấy cũng nói với con y hệt như thầy vừa nói. Cô thù lấy ba miếng giấy gấp gọn gàng ra trước mắt sư thầy, miệng liến thoáng kể lệ giải thích. Sư thầy lắng tai nghe rồi gật gù đồng tình. Cuối cùng vì sự an toàn của thằng Đức mà hai vợ chồng cô thu đã để thằng bé ở lại chùa tu tập một thời gian cũng kể từ đó nó bắt đầu trải qua những câu chuyện mà bản thân chưa bao giờ có thể nghĩ tới thầy không cho nó cạo đầu chỉ may cho nó mấy bộ đồ tăng nhân rồi can dặn nó mấy điều cơ bản hằng ngày thằng bé phải học quét dọn từ trong ra ngoài tưới cây nhổ cỏ ban đầu thì còn khó khăn nhưng dần dần nó cũng quen ăn chay niệm phật Gõ mó tụng kinh trở thành những việc hàng ngày của nó Thì thoảng có mấy đứa bạn và bố mẹ nó lên thăm Nên cũng đỡ nhớ nhà Một bóng người đang ngồi trong căn phòng tối có tiếng đẩy cửa Đến giờ cơm rồi, mời thầy dùng bữa Chị tầm đấy à, hôm nay ngày mấy rồi nhỉ? Thưa thầy, nay đã là rằm tháng 6 Nhanh vậy à? Được rồi, con cứ để đó rồi ra ngoài trước đi sau khi người tên Trí Tâm đi ra bên ngoài, lão già ở trong căn phòng kia bắt đầu lẩm bẩm một mình. Sắp đến rồi. Ngày ấy sắp đến rồi. Người muốn ta làm gì? Ta muốn người tính dưỡng lại trước khi tới ngày đó nhất định không được bốc đồng. Nhưng ta muốn trả thù hắn. Rồi sẽ đến lúc hiện tại ngươi chưa đủ sức để chống lại lão ta đâu. Ta chỉ mất cảnh giác trong lúc tu luyện nên mới để lão chiếm được tí lợi thế thôi. Nếu người vẫn cứ mãi ảo tưởng khả năng của người như thế thì sẽ chẳng bao giờ mạnh mẽ thêm được nữa. Người mà ngươi gặp không phải là một kẻ dễ nhằn đâu. Trước đây ta đã từng đối đầu với những kẻ như hắn. Chúng sức lực tu vi có thể không mạnh nhưng lại có những thứ bí thuật cực kỳ huyền diệu, pháp lực vô biên. Câu chuyện giữa hai kẻ một hư ảnh, một thực ảnh vẫn cứ tiếp diễn trong màn tối. Kế hoạch chi tiết được vạch ra tỉ mỉ, cẩn thận, Chúng không muốn có bất kỳ sai sót nào trong lần hành động này cả. Cũng muốn chuẩn bị từ sức tới lực để đối đầu với những kẻ máu mặt cản đường mình. Cùng lúc ấy, bác sửu đang ngồi ở cái điếm canh đê bên ngọn đèn bão heo hắt ánh đèn vàng mờ nhạt. trầm tư suy ngẫm, sâu chuối lại những gì đã và đang xảy ra ở cái ngôi làng này. Đưa tay bấm đốt, tính toán một chút, khẽ rùng mình vì thứ mà mình tính ra được. Chuyện phải kể từ nhiều năm về trước cũng ở ngôi làng này khi đó bác sử mới độ hơn chục tuổi đầu trong một lần đi tắm sông ở bên cạnh điếm canh này thì bị chuột rút chới với giữa dòng nước đám bạn đi cùng hoảng loạn bơi vào trong bờ cứ ngỡ rằng bác bị ma kéo chân hay gì đó đại loại thế ngày ấy không thiếu những câu chuyện về ma quỷ nhất là ở vùng quê nghèo này khi tưởng chừng sắp mất mạng thì ân nhân của bác xuất hiện một người đàn ông nhanh như cắt lao tới lôi bác khỏi tay tử thần Người đàn ông ấy không ai khác Chính là sư phụ của bác sử sau này Ông Quy Ông ấy cũng là một người canh đê Sống khá ẩn giật với xóm làng Hiếm khi đã có ai trông thấy ông Họa trang chỉ có mấy người thả lưới đánh cá đêm Là đôi ba lần nhìn thấy ông Cầm theo cây đèn bão tìm kiếm Cái thứ gì đó dưới sông Ông Quy còn lạ tới mức là người làng này Nhưng chẳng mấy ai biết mặt Đi ra đường ban ngày Chắc người ta tưởng ở đâu mới tới Ăn mặc thì luộm thuộm đi đâu cũng cầm theo cây đèn bão dù ngày hay đêm dáng vẻ của lão lắm lúc khiến người đối diện giật mình lảng tránh người đàn ông ấy đã cứu tính mạng của bác sử ông ta đồng thời nhận ra tiềm năng ẩn trong dáng vẻ gầy gò ốm yếu của bác sau khi sơ cứu ông quy đưa cho bác một cốc nước trà gừng nóng uống cho ấm người tiếp sau đó ông đưa tay bắt mạch thấy thằng nhóc trước mặt mạch đập loạn cộng thêm mắt láo lên ông như cảm giác thấy điều gì không ổn. Ngay lập tức, ông lấy tàn hương trên cái bàn thờ nhỏ, hòa vào cốc nước cừng, bắt bác sửu uống cho bằng hết mới thôi. Không chỉ có thế, ông đeo lên cổ cho cậu bé này một chiếc vòng, dặn dò cẩn thận là dù có biến cố gì nhất định không được tháo nó ra. Mặt dây chuyền màu xanh vừa chạm vào da thịt cậu hình như nó có thứ ánh sáng trắng khẽ, lóe lên rồi vụt tắt. Sau khi trở về nhà, Bố mẹ bác Sửu nghe được câu chuyện gặp nạn của bác thì lo lắng, hỏi han xem xét khắp cơ thể bác. Khi xác nhận con trai mình đã không sao, họ mới yên lòng cơm nước, chuẩn bị thêm ít đồ đạc, mai sẽ qua hậu tạ ân nhân cứu mạng con trai mình. Để mấy bác Sửu thấy trong người lạnh như băng, lúc này nóng như lửa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nằm lăn lóc quằn quại trong phòng không ai biết. Trong giấc mơ, bác đang bị một bàn tay đen ngòm lôi sành sạch về phía dòng sông. Rồi cũng từ dưới lòng sông ấy, hàng chục bàn tay đen xỉ khác túm lấy cơ thể bác, nhấc bổng lên toàn ném đi. Ngày lúc này, miếng ngọc trên cổ bác tỏa ra cái thứ ánh sáng xanh trắng kỳ lạ. Ánh sáng càng ngày càng mạnh, hóa thành ngọn lửa được cháy, thiêu đốt tất cả những thứ tà vật kia. Trong thứ ánh sáng có phần quỷ dị ấy, bác sửu trông thấy dưới dòng sông là vô số những đôi mắt xanh lè, đang dõi theo từng cử chỉ hành động của mình. Ngọn lửa kia vẫn không ngừng nuốt tròn mấy thứ tả vật, nó không dừng lại tại đó mà bay nhanh về phía mặt nước. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến tất cả những đôi mắt xanh lẻ kia trốn chạy hết. Cứ tưởng mọi chuyện đã ổn, bác sửu thở phào nhẹ nhõm, cong đít chạy về nhà. Vừa được vài bước bác sửu vấp ngã, lồm cồm bò dậy, thì chẳng biết từ lúc nào một thân ảnh to lớn quỷ dị đứng sừng sững trước mặt bác mồm mép nhéo nhão toàn dãi với mấy cái thứ dịch nhảy hôi thối chảy đất gương mặt quỷ dị hốc hác đến đáng sợ bác Sử chỉ kịp hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc hóa ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng bác lại cảm giác trước ngực có cái gì đó ấm nóng kiểm tra nơi có cảm giác ấy thì trông thấy miếng ngọc vẫn còn đang phát sáng cái thứ ánh sáng xanh trắng nhẹ nhẹ không chỉ ở đó còn một vị trí nữa không đúng lắm nơi đúng quần cũng cảm giác ấm nóng ấy chỉ khác là chẳng có miếng ngọc nào nằm ở đấy cả Chỉ toàn nước là nước Sáng sớm bác sửu đã vội vàng hủy đi tăng chứng Chính là cái quần ướt sũng đêm qua Cũng kịp lúc bố mẹ bác gọi dậy sửa soạn qua tìm gặp ông Quy cảm tạ ơn cứu mạng Nếu được cũng sẽ ngỏ ý để ông nhận con trai mình làm con nuôi Giống như một cách để con trai được sống và lớn lên khỏe mạnh dễ dàng hơn Không gặp lại những chuyện tương tự nữa Nó giống như một quy luật bất thành văn chẳng biết có từ bao giờ, nhưng ai nấy đều tin tưởng và làm theo. ấy thế nhưng tìm gặp được ông Quy đâu có dễ. Người nhà bác sửu đến cái điếm canh đê đợi mãi vẫn không nhìn thấy bóng dáng của ông đâu. Tận trưa, khi mặt trời đứng bóng, ông mới xách theo cái cây đèn dầu đi lên từ phía bờ sông. Sau cuộc gặp gỡ ấy, bác sửu không được nhận làm con nuôi của ông Quy mà gọi ông là thầy. Đi theo ông tu tập học nghề Bố mẹ bác vui vẻ chấp nhận, chỉ cần con trai mình lớn lên khỏe mạnh và giúp ích được gì đó cho người làng người nước là được rồi. Cũng kể từ đó, cuộc sống của bác Sử thay đổi hoàn toàn. Bác được thầy cửu tặng cho một chiếc đèn bão, loại dùng bằng dầu đèn như ông ấy vẫn hay dùng. Bài học đầu tiên là tạo dầu đèn từ dầu hỏa chu sa và một vài thứ nguyên liệu bí mật khác. Dĩ nhiên đèn dầu được sử dụng không chỉ với mục đích soi sáng mà nó còn có tác dụng trong việc trừ tà khí, uế khí, quỷ khí. Tùy vào mục đích sử dụng thì cách pha dầu đèn cũng khác nhau. Ngọn lửa của đèn dầu này có tác dụng giống với ngọn lửa tạo ra từ viên ngọc mà bác dầu vẫn đang đeo trên cổ. Dĩ nhiên chiếc đèn bão này chỉ giúp bác có thể thi triển vài chú ngữ hoặc kỹ năng đơn giản đối phó với đám ma quỷ thông thường. Còn với những thứ ác quỷ mạnh mẽ hơn thì gần như vô dụng Phải mất hơn 6 tháng trời chăm chỉ Bác mới gọi là thuộc được hết những cách thức pha chê ấy Và gấp đôi chừng ấy thời gian Để học thuộc mấy quyển sách cổ Mà ông Quy cất giữ cẩn thận mấy chục năm Một thế giới kỳ bí và đầy huyễn hoặc mở ra trong tâm thức của cậu thiếu niên nhỏ tuổi Nhờ cái thứ tiềm năng sẵn có Bác tiếp thu rất nhanh Thuộc lầu lầu những câu chú ngữ lẫn khẩu quyết có điều nếu chỉ học vẹt thì cũng chẳng có tác dụng gì Thầy quy của bác phải huấn luyện suốt những ngày tháng sau đó Kỹ năng của người học trò mới có nhiều chuyển biến tích cực Năm bác sửu 15 tuổi cũng là năm mà biến cố nhất cuộc đời của bác Năm đó mưa lớn lắm Mưa nhiều chút suốt hai ba ngày liên tiếp Con sông nhỏ uốn lượn trở nên hung dữ điên cuồng Dòng nước xiết cuộn cuộn cuốn phăng mọi thứ cản đường bất kể đó có là những cây cổ thụ mọc ven sông hay những con vật xấu xố Dân làng đổ xô ra con đê trọng yếu, gia cố nó bằng cát và đá, chặt tre đóng cọc, Hòng bảo vệ cánh đồng lúa đang đổ trổ bông. Ông Quy và bác Sửu thay phiên nhau ngày đêm túc trực, không giây phút nào được phép lơ là. Không chỉ vì có lũ lớn mà còn vì ông Quy tính được sắp có một tai kiếp lớn ập đến cái làng này. Từ xa xưa, ngôi làng này nằm ở một vùng địa thế nhìn sông tựa núi cực kỳ vượng. Nhiều người hiểu biết về phong thủy đã chọn nơi đây để sinh sống hòng thu hút tài lộc công danh. Xét về địa hình, thấy đất có khả năng tụ khí thì phía sau thường cao, phía trước thấp. Không gian trước nhà mở rộng để câu khí vào. Hai bên tả hữu của nhà tạo thành hình vòng cung để hướng dòng khí xoay tụ. Địa hình như vậy được gọi là tả thanh long hữu bạch hồ hậu huyền vũ tiền chu tước thế tọa núi hướng sông được hiểu là phía trước mặt tiền ngôi nhà có sông hướng ra sông hồ lưng nhà phía sau tựa vào sườn đồi núi người xưa quan niệm sơn quản nhân đinh thủy quản tài có nghĩa núi sẽ quản về sức khỏe tư chất con người sông nước quản tiền bạc vận lộc tuy nhiên cũng chính ở nơi có thứ phong thủy ưu việt này lại tồn tại song song với một chu kỳ nhật thực toàn phần ít người biết đến chỉ có những ai am hiểu về đạo thuật mới nhìn ra được cái hiểm nguy đằng sau chu kỳ đó cứ sau mỗi 54 năm khi mặt trời bị ăn mất toàn bộ không gian ở đây trở nên đen tối âm huyệt sẽ được hé mở những tà vật tồn tại âm thầm trong đó thoát ra và làm hại người dân ở nơi này nó giống như một quy luật bù trừ của tạo hóa nó cũng giải thích nguyên nhân vì sao ở cái mảnh đất này người ta lại thường xuyên gặp ma quỷ, hù dọa, thậm chí là bị ma giấu, ma trêu, ma ám. Cũng vì lý do ấy, một người mà ông Quy và bác sửu phải gọi là tổ sư của môn phái đã ở lại nơi này, âm thầm bảo vệ sự bình yên cho dân chúng. Có điều tuổi thọ của mỗi con người có hạn, nhất là những người thầy Pháp như họ. Cả đời dùng tu vi phẩm hạnh của mình diệt trừ yêu, ma quỷ quái đã phải đánh đổi bằng chính tuổi thọ và sức khỏe của bản thân. Thường thì mỗi đời thầy Pháp sẽ đảm nhiệm một chu kỳ nhật thực đó, cả đời họ cũng chỉ thu nhận một đệ tử chân truyền, chỉ duy nhất một. Đạo Pháp chủ yếu cũng là xuất phát từ Trung Hoa, nhưng khi bảo nước ta được cải biến sao cho phù hợp với địa hình địa vật và cách thức vận hành, cộng thêm những tín ngưỡng truyền thống sẵn có trong dân gian, càng trở nên thiên biến vạn hóa. Cũng chính vì vậy mà sau này Trung Quốc đã từ phải cử những kẻ như cao biển sang nhằm tiêu diệt đạo giáo nội đạo và cũng như trấn yểm long mạch nước ta. Những thứ mà ông Quy được học và truyền lại cho bác sử sau này đều đã được cải biến, dung hợp với tín ngưỡng dân tộc. Có biến tấu cũng như đột phá trong cách thức vận hành, thi triển để hoàn thiện hơn. Nhưng mà càng về sau này, những bí thuật ngày càng mai một dần đi. Đến đời của ông Quy thì gần như đã phá cách hoàn toàn khỏi nguyên bản, cũng yếu kém đi rất nhiều. Thậm chí còn chẳng đủ sức để một mình chống đỡ sự công phá của tà vật. Những thứ mà ông Quy được học và truyền lại cho bác sầu sau này đều đã được cải biến dung hợp với tín ngưỡng dân tộc, có biến tấu cũng như đột phá trong cách thức vận hành thi triển để hoàn thiện hơn nhưng mà càng về sau này, những bí thuật ngày càng mai một dần đi. Đến đời cổn quy thì gần như đã phá cách hoàn toàn khỏi nguyên bản, cũng yếu kém đi rất nhiều, thậm chí còn chẳng đủ sức để một mình chống đỡ sự công phá của Tà vật. Cái âm huyệt kia có hai nhánh, một chạy dọc theo lòng sông, còn lại hướng thẳng lên đỉnh ngọn đồi có ngôi chùa cổ. May mắn là những chu kỳ gần đây có thêm các sư thầy tu tập trên chùa giúp đỡ. Nếu không chắc có lẽ nơi này đã chẳng còn ai có thể sống được nữa rồi. Lần đầu tiên biết đến những thứ ấy, bác sầu cũng cực kỳ sốc. Đó giống như một bí mật mà đến những cụ già sống gần cả thế kỷ cũng chẳng hề hay biết. Nhưng rồi bác lại tự cảm thấy bản thân có trách nhiệm với chính mảnh đất quê hương mình. Khi đó bác còn quá nhỏ, bác cũng biết nhiệm vụ của bản thân là chu kỳ lần sau chứ không phải lần này, nhưng vẫn cố gắng tu tập với hy vọng có thể giúp đỡ sư phụ mình thoát khỏi số tử. Bao nhiêu lần chống lại thiên kiếp là bấy nhiêu lần, những đầy thầy Pháp đều phải dùng thân mình chấn áp tà vật, nằm lại dưới lòng sông sâu. Từ xưa tới nay chưa đời nào tránh khỏi. Khi biết tin ngày trọng đại ấy sắp tới, bác sổ không thể chống lại nỗi lo sợ trong lòng, lúc nào cũng thấp thỏm, âu sầu. Chẳng biết chính xác khi nào, lúc nào và cũng chẳng biết lần này sư phụ của mình có thể làm được hay không ông ấy có thể an toàn mà thoát khỏi tai kiếp này hay không điều gì đến cũng phải đến khi những cơn mưa nặng hạt tiếp tục trút xuống con đê oằn mình chống chọi những trận lũ quét ngang nhờ sự gia cố của dân làng nó vẫn đứng vững sừng sững giữa dòng nước xiết không ập ở cánh đồng thì đột nhiên mưa bỗng dưng ngừng rơi mây đèn tan biến nhanh chóng ánh nắng tràn hòa ấm áp chiếu rọi khắp nơi Dân làng tưởng chừng báo tố đã qua đi Nào ngờ đó chỉ là phút tĩnh lặng giữa cơn thịnh nộ của trời đất Trước đó ông Quỳ cũng đã báo trước với dân làng rằng hễ có bất kỳ dị tượng nào xảy ra Thì nhất định không được bước chân ra khỏi cổng Khi ánh mặt trời dần dần bị nuốt chừng Trời đang giữa ban trưa bóng tối đen Chẳng còn nhìn rõ mặt nhau Toàn bộ mọi người mới thực sự công nhận rằng Điều ông lão canh đê kia nói là đúng một cảm giác rung động đến kỳ lạ mọi thứ lắc lư dữ dội mấy cái chòi lá lụp sụp bị kéo đổ vài cây cao bật cả gốc mãi ngói kêu lên kéo kẹt rồi hết bụi bàm lẫn ngói vỡ xuống đất nó giống như một trận động đất cực lớn diễn ra vậy trước sức mạnh của thiên nhiên vạn vật trở nên nhỏ bé bác sửu đang đi dọc theo con đê kiểm tra mấy chỗ gia cố thì cũng bị chấn động ấy làm kinh hãi trượt chân suýt ngã trước mắt bác ấy lúc này nước sông cuộn cuộn đột ngột trứng lại hình thành một vòng xoáy khổng lồ xoáy nước ấy mạnh tới mức đáng kinh ngạc tất cả những gì xung quanh nó đều bị hút vào bên trong và nghiền nát ngay lập tức giống như có một hàm răng khổng lồ ngấu nghiến chúng vậy mới tưởng tượng có thế bác sửu run rẩy hết cả chân tay có ngờ đâu đấy mới chỉ là bắt đầu giữa xoáy nước ấy quả thật là có một hàm răng khổng lồ Chủ nhân của hàm răng ấy là một sinh vật kỳ dị Có mai như mai rùa Nhưng bốn chân sừng sững bọc chi chít vảy cứng Đầu mọc sừng, hai cái rìa mép ngoe nguẩy, răng nanh sắc nhọn Trên mai còn bám dính cả một tảng đất lớn giống như một ngọn núi thu nhỏ Nó từ từ nổi lên mặt nước, gầm một tiếng như sấm rền Bác Sửu đã được cảnh báo về những thứ tạo vật mạnh mẽ Nhưng chẳng thể ngờ được rằng nó lại to lớn và khép đạp đến như thế ô quy hóa long bất đắc thoát sắc sầu lùi lại mau ông quy biết trước mắt mình là thứ gì cũng biết sự nguy hiểm của nó một con rùa sắp đột phá cấp bậc hóa rồng chỉ có điều thứ mà nó chiết xuất lại là âm khí cho nên dù quá trình tu luyện đơn giản và nhanh chóng nhưng kể cả hóa thành rồng cũng khó tránh khỏi thiên kiếp cũng khá bất ngờ khi ở con sông nhỏ như vậy Lại có một con quái thú to lớn đến như thế cư ngụ Con quái xác định mục tiêu từng bước chân nhanh chóng tiến về phía hai thầy trò bác sử. Cái đĩa mép dài ra tạo thành hai sợi roi tấn công đối thủ Ông Quy không hề nao núng Thì chuyển bộ pháp né tránh Cùng lúc làm bầm khẩu quyết ném ra đất những đạo linh phù Thừa biết rằng vài đòn tấn công cơ bản không thể làm gì được nó nên ông quyết định dồn sức để tạo ra một cái bẫy. Đòn tấn công của thứ to xác kia khá chậm chạp, không thể động chạm tới một sợi tóc của ông Quy, nhưng lại khiến mặt đất phía sau bật tung lên như vừa bị cày xới. Bác sở lúc này đã chạy đến nơi an toàn, đưa mắt quan sát trận chiến. Khi con rùa vừa đến nơi mấy lá bùa khi nãy, ông Quy quay phát người lại ngồi thụp xuống đất. Ngay lập tức, hai sợi rê mép bụt tới hòng dáng thẳng vào đầu ông nó đâu có ngờ rằng xung quanh ông lão ấy bây giờ đã xuất hiện một vòng tròn cứng như đá ngăn cản mọi ngoại lực tác động vào dù cho nó có tấn công điên cường tới mức nào đi nữa cũng chẳng thể phá vỡ được những thứ tạ vật này vốn chẳng bao giờ để nhân loại vào mắt luôn khinh thường loài người nhỏ bé vô dụng tự cao tự đại nên khi không thể động vào một phàm nhân, nó cầm lên trong giận dữ. Nó mổ quáng lao tới chỗ ông Quy, muốn ăn tới nuốt sống lão già ngoan cố ấy. Ông lão thủ thế kiên định với tấm khiên bảo vệ, mặc cho những đòn công kích như vũ bão có dồn dập. Con quái đó vừa tiến tới vừa tấn công nhằm giữ chân, không cho đối thủ có cơ hội chạy thoát. Nhưng khi tưởng bản thân đang chiếm được thế thượng phong, thì nó cảm thấy cơ thể nặng trĩu chân chẳng thể nhấc lên từ đằng xa bác sầu hô lên sung sướng bắt được rồi bắt được rồi chính vào thời khắc đó tấm khiên chắn biến mất ông quy bật dậy nắm chặt hai sợi đêm mép của đối thủ không quên thắt cho nó một cái nơ rồi dán lá bùa lên đó một luồng điện truyền từ hai sợi đêm mép về cơ thể làm cho con vật to xác kia cảm thấy tê liệt nó đứng sững đó như trời trồng Chẳng thể động đậy nữa Ngũ hành biến gì Chấn yêu phục ma Lôi phong truy kích Thủy hỏa chu tà Dứt lời Một trận xoáy ngấp cuốn phăng mọi thứ trên đường đi Bên trên là những tia sét từ trên trời Nhắm đầu con quái vật kia mà giáng xuống Công kích cực đại khiến nó xây sầm Nằm dài trên mặt đất Cơ thể chẳng thể cử động chẳng có cách nào né tránh cả nước từ dưới sông tụ lại thành một vật thể giống như cây đao khổng lồ chém mạnh vào lưng con rùa chỉ nghe tiếng răng rác vỡ vụn cái mai chắc chắn trên lưng nó cùng ngọn núi thu nhỏ kia vỡ tan tành nó đã hoàn toàn buông bỏ chờ đợi cái chết đến với mình dù căm phẫn hay tức giận thì cũng bất lực khi ngọn hỏa diễm được hình thành sắp nuốt chừng cơ thể to lớn ấy thì xuất hiện một âm thanh vang vọng trời đất. Trên đỉnh núi, ngôi chùa cổ đổ sập hoàn toàn. Một luồng hắc khí khổng lồ từ đó bốc lên rồi lao về phía này. Nếu như đoán không nhầm, có lẽ nó chính là thứ hất đổ cả ngôi chùa yểm ở đó hàng trăm năm qua. Ông Quỳnh ngỡ ngàng, phút rối bời chẳng kịp đề phòng, bị cỗ quỷ khí tấn công bất ngờ. Thổ huyết nằm bẹp trên nền đất Từ đó vụt qua mặt ông kịp thời xâm nhập cơ thể con rùa khổng lồ kia Trước khi thân thể nó Bị hòa diễm thiêu đốt Ông giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả Cái thực thể to lớn đó Bị thiêu cháy hoàn toàn Bác sửu trong cái cảnh đó vui mừng Chạy về phía sư phụ mình Có ngờ đâu Ông Quy trông thấy bác thì hét lên Chạy, chạy mau Sao lại thấy Chưa kịp ú ớ Một bàn chân đen ngòm đã dẫm lên mặt của ông Quy từ bao giờ Thân ảnh đó hình thù như con người Nhưng lại bao phủ bởi luồng hắc khí nồng đậm Một cậu trai trẻ Từng trải như bác sửu Bây giờ không thể kiềm chế nỗi khiếp đạp trong tâm trí Ánh mắt sắc lẹm đó Nụ cười man dở đó Và cái cước cơ, cơ thể hư ảo đó Ám ánh bác mãi tới tận sau này Hóa ra đó mới là sức mạnh thực sự của tà vật dưới âm huyệt năm mạnh tới mức có thể thao túng cả một con rùa sống ngàn năm Sắp đột phá thành long thủ, quy thân Thậm chí đấy còn chưa phải toàn bộ sức mạnh của nó Vì một nửa sức mạnh đã bị phần còn lại của âm huyệt được trấn yểm Bởi ngôi chùa cổ phong bế Vừa nãy khi ngôi chùa sụp đổ theo dị tượng của trời đất Thì Đồng thời đã giải thoát hoàn toàn sức mạnh của ác linh này Tuy nhiên nhục thể của tà vật kia lại bị trận pháp của ông Quy thiêu đốt Nên nó buộc phải trở về với bản thể của mình Nếu tu vi cao thâm hơn Có lẽ ông thầy pháp giả đã có thể tiêu diệt luôn cả thứ tà vật này Chỉ tiếc là trận pháp ngũ hành biến dị của ông chưa hoàn thiện Thủy hỏa chưa thể di biến Sức lực duy trì cũng không đủ Thứ tự công kích hỗn loạn mới thành ra cơ sự này mà quả thật từ bao nhiêu đời nay vẫn chưa ai tìm cách hoàn thiện được trận pháp ấy như vị sư tổ kia từng làm chẳng biết do thất truyền hay chưa đủ thông hiểu ý tứ cao thâm trong quyển sách cổ kia được lưu truyền lại bao đời nói qua một chút về ngũ hành biến di như ta đã biết ngũ hành gồm kim mộc thổ thủy hỏa tương ứng với kim kim loại mộc cây cối thổ đất đai thủy nước hỏa lửa khi đã sinh biến gì thì kim sẽ dẫn lôi xét mộc dẫn ám âm thổ dẫn phong gió thủy dẫn băng hàn hỏa dẫn dương ánh sáng có rất nhiều giả thiết về sự di biến này của ngũ hành nhưng trong cuốn sách cổ kia đã ghi chép lại rõ ràng như vậy cũng có thể là vị sư tổ kia đã chiêm nghiệm được sự di biến này nên tận dụng nó tạo thành trận pháp mà ông quy đã sử dụng để tạo nên một sức mạnh vô biên Nguyên lý của trận pháp sẽ là dùng mộc dẫn ám âm của tà vật vào một hành của trận pháp, đồng thời dùng bốn hành còn lại tạo ra liên kết chặt chẽ của ngũ hành giữ chân tà vật tại đó. Tiếp theo dùng khẩu quyết và tu vi của bản thân di biến tứ hành còn lại thành công, kích tập trung tiêu diệt hành ám. Điểm mấu chốt của trận pháp là luôn khóa chặt được tà vật, tà vật càng mạnh, trận pháp càng cường đại hơn nhờ tương sinh. Sau đó khi công kích cũng sẽ dùng tương khắc để khuếch đại sức mạnh nhằm tiêu trừ hoàn toàn tà vật. Với một trận pháp đòi hỏi sự chính xác chặt chẽ như thế chỉ cần sai một bước, một cách thức, một thứ tự bất kỳ sẽ làm suy yếu nó đi rất nhiều. Đấy cũng là nguyên do mà vừa rồi ông Quy chỉ diệt được bản thể chứ chưa tiêu trừ hoàn toàn được ác linh bên trong nó. Sư phụ của bác sửu nằm im chịu trận, Ông đã dồn toàn lực vật trận pháp cũng như khẩu quyết trừ quỷ khi nãy, nên dương khí chẳng còn lại là bao. Cộng thêm công kích vừa rồi từ luồng hắc khí, đã đánh bật nốt hy vọng chống trả cuối cùng. Ông đã nằm lại dưới bàn chân của kẻ gớm ghiếc đó. Không chỉ có thế, toàn bộ sinh khí của ông cũng bị nó hút cạn, cơ thể trở nên khô khốc quá quắp đáng sợ. Sau khi tiêu diệt kẻ thù đã phá hủy nhục thể của bản thân, thứ đáng sợ ấy chuyển mục tiêu vào bác sửu nó muốn chiếm đoạt cơ thể của bác để che chắn cho bản thân nó đã tiêu hao gần hết quỷ lực không đủ sức huyễn hóa ra nhân dạng nữa chỉ vài phút nữa thôi ánh mặt trời sẽ quay trở lại nếu không tìm được nhục thân bảo vệ nó sẽ bị ánh nắng thiêu đốt hoàn toàn nó lao nhanh về phía đứa trẻ trước mắt bác sửu sợ hãi chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy chẳng nhớ đến những gì đã được ông Quy dốc lòng chỉ dạy suốt mấy năm qua. Khi bàn tay đen sì to lớn kia sắp túm lấy cổ cậu bé, thì một bàn tay khác cùng vòng chẳng hạt chặn lại. Luồng vật quang lóe sáng công kích thân ảnh nồng đậm quỷ khí kia. Tuy có thể tạm thời cản bước chân của nó, nhưng để tiêu diệt ác linh này thì hoàn toàn không thể. Miễn cưỡng như thế được vài phút, cho tới khi sức lực đã cạn dần, động tác không còn mạnh mẽ, gáy gọn, Phật quang cũng mở nhạt. Vị sư thầy mới thực sự cảm nhận được sức mạnh của kẻ bản thân phải đối đầu. Nhật thực chậm chậm tan biến, ánh nắng tràn hòa cũng từ từ soi rọi khắp không gian. Ác linh kia cảm nhận được dương khí cực thịnh thì hoảng loạn. Nó chẳng còn kịp chiếm lấy cơ thể của bác sửu nữa, dồn toàn bộ sức lực, nó siết chặt sư thầy trong tay rồi hóa thành một làn khói đen trôi tọt vào trong cơ thể giả cỗi đó. Cảm nhận được cỗ khí tức khổng lồ hướng thẳng vào tim, sư thầy không chút hoảng loạn, dứt khoát ngồi xếp bằng dưới nền đất. Thầy nhanh chóng cuốn chặt chuỗi hạt ngang ngực, rồi chắp tay làm dầm tụng kinh. Tận dụng dương khí cực thịnh của ánh nắng khuếch đại sức mạnh trong người phong bế ý thức lẫn trái tim. Thầy biết rằng nếu để thứ kia chiếm lấy chúng thì bản thân mình sẽ chẳng còn là con người nữa gồng hết toàn bộ tiềm lực trong người cuối cùng thầy cũng thành công trong việc tạm thời giữ được tâm tính cũng như giam hãm quỷ khí ấy bên trong cơ thể không cho nó thoát ra bên ngoài dĩ nhiên chỉ là tạm thời vì tu vi của thầy chẳng thể sánh được với thứ tà vật đó nó sẽ ăn dần ăn mòn cơ thể thầy rồi cuối cùng chắc chắn thầy sẽ không còn là chính mình nữa sẽ trở thành nô lệ của nó toàn bộ quá trình nhật thực diễn ra chưa đầy một giờ đồng hồ nhưng hậu quả của nó thì quá khủng khiếp bác sửu chẳng thể nào quên ngày hôm ấy ngày mà không chỉ sư phụ mà đến cả cha mẹ của bác cũng ra đi mãi mãi người ta tìm thấy thi thể ông bà sửu trong căn nhà đổ nát sau trận động đất kinh hoàng cũng có nghĩa là bác sửu chẳng còn có ai thân thích trên cuộc đời này nữa sư thầy biết bác sửu là đệ tử duy nhất của ông quy cho nên hiểu được trách nhiệm cao cả sau này của bác. Sau đám tang của bố mẹ và sư phụ bác sử lên chùa cùng sư thầy và người đệ tử duy nhất của sư thầy, xây dựng lại ngôi chùa cổ, cũng từng bước khôi phục trận pháp chấn yểm âm huyện nơi này. Đó cũng là lần đầu tiên bác sử và sư thầy trí tâm gặp nhau. Sau hơn ba năm trời, sư thầy tận tình chỉ dạy rèn luyện cho cả hai người mọi thứ ông biết tuy khác biệt hoàn toàn những gì bác sử học trước đó cũng không tương đồng về triết lý nhưng sư thầy lại có thể chỉ điểm cho bác những khiếm khuyết của bản thân để cải thiện hơn về cả trí và lực cũng cái thời điểm ấy sư thầy đã thấy cơ thể có những chuyển biến xấu luôn mệt mỏi chân tay khó kiểm soát tâm thức thường xuyên biến động tay văng vẳng những âm thanh kỳ lạ thôi thúc làm những điều tàn ác thầy cảm nhận được rằng những ngày cuối cùng của mình sắp tới thứ ác linh bị giam hãm trong cơ thể đang dần phá hủy bên trong xâm nhập vào tâm thức sớm hay muộn nó cũng sẽ chiếm lấy cơ thể giả cội này sư thầy không ít lần muốn tự công tự đoạn để mãi mãi giam hãm cái thứ tả linh kia trong cơ thể của mình nhưng không thể những lần như thế bảo phúc quyết định nó đều tìm đủ mọi cách để thầy buộc phải dừng lại hoặc chữa trị mọi thương tổn của thân xác này Hãy cách thầy quyết định rời khỏi nơi đây Giao hết công việc lại cho thầy trí tâm Rồi lên đường tìm cách tiêu diệt cái thứ tà vật Ẩn nấp trong chính cơ thể của mình Từ ngày sư thầy rời đi Bác Sửu cũng trở lại cái điếm canh đê của mình sinh sống Và tiếp tục nối nghiệp ông Quy Cùng với đó là tiếp tục tu luyện theo những quyển sách cổ mà sư phụ đã để lại cho mình. Nhất là trận pháp ngũ hành biến dị ảo diệu kia, bác cũng không quên giúp đỡ dân làng trong khả năng của mình. Vì biết rằng ở đây sẽ còn nhiều những thứ tà vật tìm tới. Vì âm huyệt mạnh mẽ thu hút, dân làng sẽ chẳng được bình yên. Gần 50 năm sau cái ngày định mệnh kia, việc đi qua đi lại dọc ngôi làng đã trở thành thói quen của bác. Nhất là khi những vụ việc nặng về tâm linh xảy ra liên tiếp. Bác Sầu cũng tính được rằng chu kỳ ấy sắp đến một lần nữa, cụ thể là ngày nào thì chưa thể chắc chắn chỉ biết rằng nó đang rất gần điều duy nhất bác không biết đó là vị sư thầy già năm xưa đã trở về ông ấy năm nay đã hơn trăm tuổi cộng thêm cái thứ tả vật kia công kích suốt mấy mươi năm ấy thế mà thầy vẫn sống vẫn khỏe mạnh khi sư thầy trở về thầy trí tâm vô cùng bất ngờ và vui mừng năm mươi năm là một quãng thời gian quá dài để nuôi hy vọng gặp lại ấy thế mà tuyệt nhiên sư thầy chẳng cho phép báo việc này với bác sửu ngay khi trở về sư thầy đã nhập định trong một căn phòng trống không ăn không uống gì mặc cho thầy trí tâm đúng giờ mang cơm tới đều đặn ông lão cũng có rất nhiều những biểu hiện hành động cử chỉ lời nói kỳ lạ khác hẳn với một sư thầy điềm đạm đĩnh đạc tôn nghiêm khi xưa nếu không phải gương mặt giống nhau thì chẳng ai tin rằng hai nhân cách khác biệt ấy lại là của cùng một con người bác sử tính đi tính lại kỹ càng chẳng hiểu lý do gì mọi sự đều bắt nguồn từ ngôi chùa trên đỉnh núi nó đã thay đổi rất nhiều so với những gì được ghi chép lại trong quyển sách cũ ấy bác cũng chưa thể tìm được người tiếp theo kế nghiệp mình đó có lẽ là thằng đức chăng nó giống bác khi xưa được sư phụ cứu sống nhưng rõ ràng số mạnh lẫn tiềm năng cho người thằng bé không phù hợp nó quá tầm thường so với yêu cầu của một thầy pháp Bác sử của bây giờ chẳng biết có thông hiểu về trận pháp ngũ hành biến dị kia hơn so với sư phụ của mình hay không. Chỉ biết chắc rằng với khả năng hiện tại, dù có hy sinh thân mình thì cũng không thể địch nổi những ác linh tu vi tương tự như kẻ đã cướp đi mạng sống của ông Quy năm đó. Sức mạnh của trận đồ ngũ hành biến dị này đi đối với độ khó của nó, từ cách bày trận đến phương thức, thứ tự công kích, rồi còn cả vô số dị biến trong lúc thi triển nữa. Bởi mỗi tà vật khác nhau có thể tùy biến khác nhau để đạt hiệu quả công kích mạnh nhất. Cái này còn tùy vào tu vi lẫn sự thông thái của người thi triển. Tóm lại để sử dụng được thành thạo trận pháp này không thể một sớm một chiều. Hơn nữa, đòi hỏi tiềm năng sẵn có của người sử dụng cực cao. Bác sầu chẳng đáp ứng được tiêu chí nào cả, có chẳng lấy cần cù bù tiềm năng chăm chỉ tu luyện nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở đó kể từ lúc bác biết điều ấy đã chẳng cưỡng cầu nữa dù gì thì cũng không tiến triển thêm được dành thời gian làm việc khác vẫn tốt hơn đồng thời tìm kiếm thế hệ tiếp theo để có thể học và kế thừa ngũ hành biến dị của nội đạo phái không tên này người duy nhất bác tìm thấy và có duyên là thằng đức nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ là nó không phù hợp nhưng duyên trời định chỉ có mình thằng bé, không phải nó cũng chẳng biết là ai nữa. Bác Sửu quyết định đón thằng Đức về ở với mình, tiện chăm sóc bảo vệ nó khỏi cơn đại hạn của gia đình, cũng như hy vọng rằng cái duyên trời định này sẽ đem lại cho bản thân cũng như môn phái của mình một hy vọng nào đó về chuyện nhân đời tiếp theo. Bác đem theo mấy thẻ hương cùng vài gói bánh kẹo tiến về phía ngôi chùa trên đỉnh núi càng tới gần bác lại càng cảm nhận được một thứ gì đó ớn lạnh hãi hùng một cảm giác chưa bao giờ có phạm phất chút khí tức quen thuộc nhưng lại ngay lập tức bị cái thứ cảm giác kia lấn át hoàn toàn chào thầy chào ông chẳng mấy khi ông lại lên chùa nay có việc gì à vâng nay tôi cũng có chuyện muốn thưa với thầy hãy cứ để tôi vào trong kính lễ cái đã a di đà phật mời cậu bác vào chính điện thắp hương dâng lễ cẩn thận cúi lại vái tạ đúng theo lễ nghi của phật giáo dù là một người theo đạo giáo nhưng khi xưa bác cũng có quãng thời gian khá dài được sư thầy câu mang sinh sống tại đây ít nhiều gì bác vẫn còn nhớ những phép tắc lễ nghi đó xong xuôi bác tìm thầy trí tâm nói chuyện câu chuyện của hai người xoay quanh mấy vấn đề gần diễn ra gần đây ở cái làng này Bác Sầu vẫn cảm nhận thấy có gì đó khác là ở chùa nên bột miệng hỏi Thầy có cảm thấy cỗ khí tức nào kỳ lạ xuất hiện gần chùa không? Sao tôi cứ có cảm giác bất an từ khi bước đến cổng chùa nhỉ? Mọi thứ vẫn bình thường Có khi nào ông tu tập chuyên về đạo giáo Nên khi lên nơi thần Phật linh thiêng này Có chút áp lực sinh ra ảo giác không? Bác Sầu chẳng nói gì nữa Lặng lẽ suy nghĩ Cũng có khi thầy nói đúng thật đột nhiên nghĩ tới thằng đức bác hỏi thêm về nó tuy nhiên sau khi sư thầy nói cho nó về thăm nhà thì bác giật mình không xong rồi sao có chuyện gì ông nói thẳng ra đi tôi cần phải đi gấp có gì sẽ gặp thầy sau bác phi nhanh về phía cổng chùa sư thầy thì thở phào một hơi nếu ông ta ở đây thêm lúc nữa có lẽ thầy sẽ chẳng thể giữ nổi bí mật ở trong căn nhà nhỏ kia mất dù sao thì sư phụ của thầy cũng không muốn ai biết việc lão đã trở về ngay sau đó là cái cảm giác lo lắng cho thằng đức chẳng biết nó có thể xảy ra chuyện gì mà bác sửu lại hốt hoảng như thế bác sửu lúc này đang dùng hết sức bình sinh chạy về phía ngôi làng dưới chân núi rõ ràng bác cảm nhận được rằng thằng đức đang gặp nguy hiểm nên mới hốt hoảng đến thế vừa tới đầu ngõ bác đã thấy quỷ khí bao trùm nhà của thằng bé không thể chậm trễ hơn Bác tiến nhanh đến cổng rồi dùng hết sức bình sinh thúc mạnh vào đó. Cùng lúc thằng Đức mở cổng đi mua cho bố nó chai rượu, thế là bác lỡ đà xô vào thằng bé, rồi cả hai ngã nhòi ra đất. Đức, Đức đây à? Sao mày lại ở đây? Con không ở đây thì ở đâu à? Đại sư thầy mới cho con về thăm nhà. Ông đến tìm bố mẹ con có chuyện gì à? Quái lạ. Quay người mày đang quẩn quanh quỷ khí. Lá bùa ta đưa cho đâu? bùa gì bùa nào cơ ạ à? con có biết đâu hay là thứ kỳ lạ bằng giấy màu vàng mà mẹ con đưa cho con đúng không ạ à? đúng đúng nó đâu rồi dạ con vứt đi rồi cái thằng ngốc này sao lại vứt đi bố con bắt phải vứt đi con không dám cãi mà từ lúc ông ấy đi lấy củi trên núi về cứ lạ lạ thế nào ấy ạ à? nhanh đeo cái này vào bác sửu đưa cho thằng bé cái vòng ngọc mà ngày xưa bác được nhận từ sư phụ của mình rồi dắt đi theo thằng bé cẩn thận vào lại trong nhà. Anh Trung ơi, anh Trung có nhà không nhỉ? Cô Thu ơi, có ai không? Ố, oh, bố mẹ con vừa ngồi trong nhà mà. Không có tiếng trả lời, bác sử càng thêm lo lắng, chạy sọc vào trong nhà mà lùng sục. Nào có ngờ, vừa mở cánh cửa ra một bàn chân kim thẳng giữa ngực bác sử. Cái cơ thể già cỗi bật ngược về phía sau lăn hộc máu vì sốc lực ơ kìa bố <laughs> Lao giả khốn nạn cuối cùng ta cũng đợi được ông đến rồi nay sẽ là ngày tàn của ngươi thằng đức chạy lại ôm lấy chân bố nó đau ngờ chứ chung nhìn thằng bé như một kẻ xa lạ vung tay hất văng nó vào trong nhà thằng nhóc lăn quay ra sàn đến lúc lộn cồm bỏ được dậy thì bàng hoàng nhận ra mẹ nó đã treo cổ lủng lẳng trên xà nhà từ lúc nào Rõ ràng khi nãy mẹ Thu vừa mới cười nói vui vẻ với nó vậy Mà bây giờ đã thì thể lạnh cọc, cứng đờ Có lý nào lại như thế Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Đã nhận thêm một cú vào sau gáy ngất liền tại chỗ Cái vòng trước ngực nó sáng lên rồi bao phủ cả cơ thể Chẳng biết là điểm lành, gỡ hay báo hiệu cho điều gì nữa Ngoài sân, bác sầu nãy giờ chấn tĩnh lại Đã hiểu sơ qua sự việc đoán là có thứ tà vật nào đó đang chiếm lấy cơ thể chú chung mà điều khiển. Nó dùng ảo giác để lừa gạt mẹ con thằng Đức vứt bỏ lá bùa, tiền bề sai khiến. Rồi sau đó giết hại cô Thu, giữ lại thằng Đức làm mồi nhử bản thân. Lại thêm cái giọng điệu căm thù và ngữ khí điên dại ấy. Có lẽ cái thứ tà vật kia chính là thứ đã bắt và giấu thằng Đức trong cái hang động đêm đó nếu là thứ đáng sợ ấy thì có lẽ hôm nay bác phải tận lực mà chiến đấu với nó rồi lần trước chẳng biết vì lý do gì bác cảm thấy sức lực của nó chỉ còn lại một phần chắc vì đang trong quá trình chữa thương hay thăng cấp gì đó đại loại thế nên mới suy yếu lần này khi nó đã lấy lại hoàn toàn tu vi thì thực sự khó khăn với bác chưa kể trên người bác sửu bấy giờ chẳng có một thứ pháp khí nào cả bác cũng chưa chuẩn bị gì cho cuộc chiến bất ngờ này hết chỉ còn một cách duy nhất Cách mà bác chưa bao giờ thử nghiệm Mới chỉ đọc được trong cuốn sách cổ Đành phải đánh cược vào nó vậy Bác cắn hai đầu ngón trò Dùng hai tay họa thẳng bùa chú xuống nền gạch theo hình ngũ giác Chắp tay trước ngực lầm dầm mấy câu khẩu quyết ấy thế nhưng dù đã cố gắng thử nhiều lần Vẫn chẳng có dấu hiệu gì cả Cái thứ tà vật chiếm cứ thân thể chú Trung bấy giờ Đang đứng khoanh tay ném về phía bác ánh nhìn khinh bỉ. Xong chưa lão già Ta vẫn đang chờ xem lũ người ngu xuẩn các người có trò gì Mau mau cho ta xem đi Khốn nạn thật Tại sao không có dấu hiệu gì hết Cứ thế này thì ta phải bỏ mạng lại đây mất <laughs> Lão già Lão còn muốn bắt ta đợi đến khi nào nữa Sự chịu đựng của ta có giới hạn thôi đó Chết tiệt, chết tiệt Thức tỉnh đi nào Trận pháp của ta, thức tỉnh đi Vừa nói bác sẩu vừa chắp tay Dậm chân bình bịch mà mọi sự vẫn cứ lặng thinh. Bất lực, bác buông hai tay đứng thẳng cười nhạt. Khốn nạn thật, ta chịu thua. Đến đây đi, khốn nạn. Lão già vô dụng, ta đã nói mà. Lần trước lão chỉ may mắn thôi. Ta sẽ trả lại cho người gấp trăm gấp ngàn lần. Chết đi. Hắn gào lên điên loạn, sẽ tan cái thực thể bản thân đang chiếm giữ thành mấy mảnh thoát ra bên ngoài lao nhanh tới chỗ bác sửu đang đứng nó muốn nuốt trọn cơ thể của kẻ thù rồi lại nghiền nát như những gì bản thân vừa làm dễ dàng và nhanh gọn nhưng nó càng hung hăng điên loạn đến đâu thì người đàn ông đối đầu trực tiếp với nó lại càng mừng tới đó bác sửu chọn đúng thời cơ cúi người lăn về bên phải đứng giữa hành hỏa rồi lầm rầm khẩu quyết ngay lập tức kim thủy hỏa thổ đều sáng lên chỉ còn mỗi hành mộc là vẫn giữ nguyên thứ ánh sáng đủ màu sắc ảo diệu ấy hòa quyện với nhau rồi di chuyển dần về phía hành mộc lập tức một sức hút kinh hồn kéo tà vật kia và giữ chặt ở hành mộc chết tiệt chết tiệt cái thứ quái quỷ gì thế này mày mới là cái đồ quái quỷ thứ ngu dốt còn cao cao tự đại mày tưởng bản thân mình đã mạnh lắm rồi sao ta từng diện kiến thứ còn mạnh gấp mày cả chục cả trăm lần mà vẫn bị trận pháp này chấn áp Hôm nay ta sẽ cho người nếm thử sự khủng bố của nó Đi chết đi Tứ tà vật kia bấy giờ rằng xét cỡ nào Bùng vẫy đến đâu cũng bất lực Trận pháp ngũ hành giống như một cái lưới bùa vây mọi hướng Lại co giãn đàn hồi Bao nhiêu sức mạnh nó dùng để thoát ra Lại dội ngược thành cường lực giữ chặt nó tại chỗ Ngũ hành biến dị, trấn yêu phục ma, lôi phong truy kích, thủy hỏa chu tà, dứt lời mây đen vần vũ kéo đến mặt đất rung chuyển gió quẩn tạo xoáy cuốn phăng lá cây cát bụi lại cả làng thất thành những tiếng hô hoán có bão có lốc xoáy bà con ơi chạy chạy đi chạy chạy mau trong sân nhà thằng đức bác Sầu lắng nghe thấy những âm thanh kêu gào thảm thiết ấy sợ sự mất kiểm soát của bản thân ảnh hưởng tới dân làng nên giảm sức mạnh dồn vào trận pháp xuống cơn lốc kia cũng nhỏ đi hẳn lao thẳng về phía tà vật khiến nó xoay như trong chóng cùng lúc bên trong cơn xoáy những tia sét nhắm thẳng cái thứ gớm ghiếc kia mà đánh xuống âm thanh đầy đùng của sấm sét càng khiến dân làng sợ hãi mà ở yên trong nhà lánh nạn nhận thấy kẻ địch chẳng còn sức chống cự bác sửu dồn toàn lực cho hắn thêm đòn chí mạng những tia nước lao về phía nó như những viên đạn khiến cho quỷ khí của nó rỗ như cái rổ thừa, tiêu tán gần hết. Cuối cùng là hỏa diễm nuốt chừng quỷ khí còn lại mà thiêu đốt đến sạch sẽ. Một tiếng cầm vang lên, vang vọng trời đất xuất phát từ ngôi chùa trên đỉnh núi. Sư thầy trí tâm từ chính điện bước ra sân kiểm tra, hình như tiếng cầm ấy xuất phát từ nơi mà sư phụ của thầy đang tạm lánh. Thầy đang định đến xem sao, nhưng nhớ ra rằng ông ấy từng nói không có việc không được tới gần nên lại thôi sư thầy trí tâm tập trung quan sát dị tượng trên bầu trời cũng một cảm giác vô cùng khó ta rõ ràng cái cảm giác ấy thầy từng trải qua rồi nhưng lại chẳng nhớ được đó là bao giờ Thứ ngu dốt ta đã nói phải chờ phải chờ chỉ còn chưa đầy một tháng nữa mà nó vẫn không chờ được ngủ thật sự ngu dốt thầy thầy có sao không ạ à? không có gì con màu rời khỏi đây đi nhanh lên ta đã dặn con là không có việc gì cấm được đến gần đây cơ mà sư thầy trí tâm lần nữa nghe những âm thanh lạ trong căn phòng nhỏ của sư phụ thì đến gần hỏi thăm nhưng thấy thái độ gay gắt cộc cằn khác lạ của sư phụ thì nhanh chóng rời đi tiếp tục công việc giang dở của mình trong sân nhà thằng đức lúc này bác sửu chẳng còn đủ sức để nghe thấy tiếng cầm căm phẫn kia nữa bác mệt lử nằm bẹp trên nền đất mà thầu hồn hển không ra hơi rõ ràng trận pháp sử dụng chính máu của bản thân để làm bùa chú cũng như duy trì này mạnh hơn việc sử dụng bùa thông thường kia rất nhiều điểm yếu duy nhất có lẽ là khó kiểm soát và phải dùng chính tính mạng của mình để đánh cược nếu trận pháp bị phá thì cơ thể cũng sẽ tan biến vào hư vô bác vừa thở vừa cảm thán rồi ngất lịm đi lúc nào chẳng biết ông ơi, ông ơi, ông có sao không? ông ơi, ông mau tỉnh dậy đi, ông ơi! tiếng gọi như hét vào tai, cộng thêm những cái lắc người của thằng Đức đánh thức cơ thể mệt mỏi của bác. Bác dùng mình tỉnh lại, hơi giật mình khi thấy trước mắt thằng bé vẫn khỏe và tỉnh táo, không có vẻ gì là mệt mỏi hay đau đớn sau những đòn tấn công vừa rồi của ác linh trong cơ thể bố nó cả chẳng biết vì chiếc vòng khi nấy bác sửu đưa cho nó hay là một sức mạnh bí ẩn nào trợ giúp những việc đó không quan trọng điều khẩn thiết nhất lúc này là chôn cất thi thể của bố mẹ thằng đức trước đã đức khi nấy chúng đòn đau vào sau gáy nhưng hình như một sức mạnh vô hình nào đó đã đón đỡ cho nó Bản thân ngất đi chỉ vì cái thứ sức mạnh ấy nhập thân quá đột ngột khiến cơ thể bị sốc Ngày sau đó nó đã tỉnh dậy chứng kiến trận đấu của bác sử và ác linh chiếm giữ cơ thể bố mình. Thằng bé cũng biết được chính cái thứ gớm ghiếc kia đã sát hại bố mẹ mình. Bác sử chính là ân nhân của nó, đã hai lần cứu nó cũng giúp nó trả thù. Từ đây về sau, bác chính là gia đình của nó. Đám tàng diễn ra đơn giản và nhanh gọn. Hai ngôi mộ mới được đắp cạnh nhau, hai tấm bia đá đơn sơ đánh dấu sự ra đi mãi mãi của hai người thân yêu nhất. Thằng Đức lặng người đứng bên một bố mẹ nó rất lâu. Nó không khóc nữa, nước mắt đã cạn rồi. Giờ nó chỉ một lòng muốn đi theo bác sử học nghệ. Xong xuôi khi bác sử đưa thằng Đức lên chùa để thông báo với sư thầy trí tâm rằng từ hôm nay thằng bé sẽ theo mình để tu tập. Thì tình cờ trông thấy cây đèn báo mình để quên ở đây đã tắt ngấm từ bao giờ. Hỏi qua sư thầy trí tâm thì thầy nói rằng không hề trông thấy cây đèn này cũng chẳng động chạm tới nó bác sử cảm thấy lạ lùng rõ ràng dầu đèn bản thân đã rót đầy ít cũng phải được ba ngày không nghỉ nhưng đến giờ kiểm tra thì dầu đã cháy hết nếu không phải ai đụng chạm tới thì lót do duy nhất đó là quanh đây có quỷ khí vô cùng nồng đậm phải thực sự nồng đậm thì dầu đèn mới bị đốt cháy nhanh như thế được suy đi tính lại dù sao ở đây cũng gần khen nứt của âm huyệt năm xưa cộng thêm nhiều linh hồn được gửi lên chùa thờ cúng. Cũng có thể là vì một lý do nào đó mà bác chưa biết tới cũng nên. Thôi kìa, cứ tạm gác lại đã, thời gian đang gấp rút lắm rồi. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, chu kỳ kia sẽ lại một lần nữa lặp lại. Chẳng biết điều gì đang chờ đợi bác và người học trò mới của mình đây. Bác sử sách theo cái đèn bão, đưa thằng Đức về cái điếm canh đê rồi cho nó ăn một bữa no nê trước đã. Các lại nỗi buồn đằng sau Thằng Đức ăn bớt cơm no căng bụng rồi ngồi im Nghe bác Sửu kể về lịch sử môn phái nội đạo không tên này Quả thật không chỉ có vòng lặp của nhật thực toàn phần Mà tồn tại cả cái thứ giống như vòng lặp về cuộc sống của con người Hình ảnh bác và thằng Đức lúc này chẳng khác gì hình ảnh ông Quy Và đứa nhóc năm ấy cả Thằng Đức trầm ngâm lắng nghe Đầu óc non nớt của nó chưa thể hiểu hết thâm ý trong từng câu từng chữ nhưng cũng đại khái biết được việc và nhiệm vụ của mình. Nhưng nó lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nên lên tiếng hỏi. Thưa ông, vậy con phải bắt đầu từ đâu à? Sao lại gọi là ông? Từ nay con phải gọi ta là thầy, nhớ chưa? Nhưng mà... Đừng có nhưng nhị gì cả. Việc đầu tiên là cứ ngủ một giấc đi đã. Sáng mai dậy sẽ có nhiều việc cho con làm đấy. Sáng tình mơ, Bác Sửu đã gọi đứa đệ tử của mình dạy Bắt nó chạy nhảy cho nóng người Thằng bé tưởng rằng sẽ được dạy võ hay cái thứ gì đại loại Thế nhưng không Sư phụ nó bắt học cách Pha dầu đèn y như bản thân được dạy ngày xưa Thằng Đức không dám phản kháng Cứ chăm chú nghe rồi thực hành theo Cây đèn dầu của nó chính là cây đèn của ông Quy ngày xưa Mà bác Sửu cất giữ kỹ càng giống như bảo vật Bác Sửu không ngờ rằng chỉ sau hai ngày, thằng bé đã thuộc lầu lầu những cách thức pha chế và có thể tùy cơ ứng biến theo những giả thiết mà bác đưa ra. Rõ ràng đó là một đứa trẻ bình thường đến mức tầm thường, ấy thế mà lại học hỏi và tiếp thu mọi thứ nhanh tới như vậy. Chưa hết, nó còn học hết được cách thức vẽ bùa chú lẫn mấy câu khẩu quyết trong hai quyển sách chỉ trong thời gian ngắn. Điều này càng khiến sư phụ nó không dám tin vào mắt mình. Tuy nhiên bác sử cũng rất vui Bởi vì nếu sau một tháng nữa Khi chiến đấu với những thứ xuất hiện từ âm huyệt kia Nếu bản thân có chẳng thể qua khỏi Thì thằng bé vẫn có thể tiếp tục Tự thân tu tập để mạnh mẽ hơn Có lẽ ông trời đã đúng Đó chính là cái duyên mà bác sẽ gặp được Cũng có lẽ là niềm hy vọng Về người sẽ phá hủy hoàn toàn âm huyệt nơi đây Trả lại sự yên bình cho mảnh đất này không chừng Chỉ chưa đầy một tháng những hiểu biết của thằng bé đã ngang bằng bác sửu tu tập cả mấy năm trời. Cả hai thầy trò đều không biết rằng có một thứ gọi là cơ duyên đã giúp đỡ Đức trong toàn bộ quá trình đó. Cơ duyên ấy chính là miếng ngọc nó đang đeo trên cổ. Kể từ lần đầu mà bác sửu đưa cho thằng bé miếng ngọc ấy, cộng thêm với tác động từ ác linh kia, đã vô tình khiến cả hai hòa làm một. Miếng ngọc hòa hợp với thân thể tầm thường nhưng tinh khiết của nó, chữa trị thương thế đồng thời mở ra khả năng tiếp thu phi thường giúp nó học thuộc ghi nhớ mọi thứ xung quanh dễ dàng và cũng kể từ thời điểm đó thằng đúc có thể tự chữa lành thương thế của mình bằng cách ngủ nhập định điều hòa khí tức sẵn có trong người hơn nữa sức lực của thằng bé còn vô cùng bền bỉ nó sẽ là chìa khóa mở ra những đột phá giới hạn sau này khoảng cai đã đến ngày đó hai thầy trò xách theo hai cây đèn dầu đứng chờ nơi bờ sông nhỏ lạ lùng rằng trời đất chẳng có chút biến chuyển nào dòng nước vẫn cứ nhẹ nhàng trôi êm đềm gió thổi mây bay mát mẻ dễ chịu không có bất kỳ sự thay đổi nào cả khoảng thời gian nhật thực đáng sợ mãi chưa xuất hiện bác sửu bấm đồn tính toán lại một chút chỉ cảm thấy có chút áp lực vô hình nào đó tác động lên cơ thể chứ chưa tính ra được sự bất thường nào. Cùng lúc, trên ngôi chùa cổ, một âm thanh vang vọng, nghe như tiếng đổ vỡ hay đứt gãy gì đó. Hai thầy trò đồng loạt quay về hướng ấy, giật mình vì luồng quỷ khí nồng đậm đang hình thành và bủa vây cả đỉnh núi. Không cần phải nhắc, Đức lao ngay về phía hướng đó, sư phụ nó cũng đang bám theo nó phía sau. Trên núi lúc này Sư thầy trí tâm cảm nhận được quỷ khí bùa vây Thì vội vàng vào thăm hỏi tình hình sư phụ Nào ngờ khi đẩy cửa bước vào Thì chứng kiến cảnh tượng hải hùng Một thực thể màu đen không rõ mặt mũi Đang xé phăng cái cơ thể già cối của sư thầy để chui ra Thì ra năm đó sư thầy không thể tiêu diệt được ác linh bên trong cơ thể Mà mọi nỗ lực còn phản tác dụng Khi nó sử dụng chính cơ thể của sư thầy Để làm nơi trú ngụ và tu luyện Đến hôm nay khi có thể huyến hóa ra nhân dạng, tuy chưa hoàn chỉnh nhưng đủ để chống lại mọi tác động của môi trường. Nó đã phá hủy cái thân xác giả cỗi mà bản thân phải nương nhờ cả mấy chục năm qua. Khi còn chưa hết bất ngờ thì thân ảnh đó đã tấn công về phía thầy trí tâm. Cũng may thầy kịp né nếu không sẽ là một đòn chí mạng. Cơ thể phạm trần này trúng một đòn cực đại của yêu linh giống như búa bổ, đau nhức khắp mình mày sư thầy cởi chẳng hạt đeo trên cổ quấn vào tay rồi chấp trước ngực sau một câu a di đà phật cả cơ thể nhẹ bẫng khẽ tỏa ra phật quang lấp lánh dần áp sát kẻ trước mặt liên tiếp là những đường quyền chứa đựng phật lực khủng bố làm ác linh kia hoang mang nó không thể ngờ được rằng sau ngần ấy năm một đứa trẻ không có chút sức chiến đấu nào lại trở nên mạnh mẽ đến như thế tùy bậy chỉ biết chút tu vi đó không thể động chạm tới cơ thể mới thành hình này Nó né tránh linh hoạt kết hợp với những đòn phản kích đầy sức nặng Khiến sư thầy trí tâm ngày càng đuối thế Quả thật kẻ trước mắt đã bỏ xa thầy về mọi mặt Cố gắng đối đầu trực diện với nó chỉ giống như lấy trứng trọi với đá Cách duy nhất có lẽ dùng đến pháp khí hoặc trận đồ nào đó may ra có cơ hội Nghĩ là làm, sư thầy dịch phăng cái chẳng hạt ném từng hạt tràng đi theo thứ tự và bố trí nhất định. Ác linh kia vẫn chờ đợi cho đối thủ của mình thoải mái thi triển trận đồ. Nó muốn thử xem cái nhục thể bản thân vừa huyến hóa ra có sức chịu đựng đến đâu. Sư thầy vẫn rất bình tĩnh, dù biết bản thân không thể đủ sức hạ gục đối thủ, nhưng vẫn nuôi hy vọng người ấy sẽ tới trợ giúp mình. Thầy cũng biết việc cần làm bây giờ là tiêu hao được chút quỷ khí nào trên người ác linh kia thì hay chút đó sư thầy trí tâm chắp tay trước ngực lầm rầm đọc chú ngữ ngay lập tức một hình bàn tay phật xuất hiện bao trọn lấy cơ thể tà vật nó giật mình nhưng vẫn khá bình tĩnh để đón chờ từ trên cao một bàn tay phật khổng lồ hình thành bởi phật quang cực đại sư thầy trí tâm bật nhảy lên rồi lao tới đối thủ dồn toàn sức vào trường lực này đối với những ma quỷ tầm thường chưa bao giờ sư thầy phải dùng tới những chiêu thức này đây là một trong vài lần hiếm hoi thầy phải sử dụng nhưng đối thủ lần này lại chẳng tầm thường như thế nó đứng yên cười nhếch mép lúc này quỷ khí quanh cơ thể nó bạo khởi bùa vây phật quang vừa mới hình thành cả hai triệt tiêu nhau tạo ra những âm thanh xèo xèo như cháy khét chỉ trong thoáng chốc toàn bộ phật quang mà sư thầy trí tâm vừa khuếch đại lên nhanh chóng tan biến sạch sẽ chỉ còn lại một đòn công kích đơn độc của thầy khi bàn tay thầy vừa chạm vào cái thực thể quỷ dị kia cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể quỷ khí dần bao tròn cánh tay lẫn cơ thể thầy gắng sức rút ra nhưng vô hiệu tưởng chừng chưa kịp trả thù đã bị đối thủ kết liễu thì bất ngờ hai thân ảnh một lớn một nhỏ một già một trẻ đã xuất hiện ngay bên cạnh chợ chiến Hai luồn quang mang màu xanh nhạt đồng loạt đánh về phía ác linh kia, khiến nó thù ếm quỷ khí để chống đỡ. Sư thầy cũng nhờ đó mà được giải thoát. Cả ba gặp nhau mừng rỡ, thằng Đức lễ phép cúi chào sư thầy. Bác sử cũng cúi người. Thầy trí tâm chắp tay trước ngực đáp lễ, rồi họ mau chóng thủ thế, vì biết rằng lúc này không phải lúc chào hỏi rườm rà. Người là ai? Các người hỏi ta là ai à? Ta chính là thứ mà lũ người ngu muội trần tục các người không bao giờ có thể ngờ được. Ta đã từng tiêu diệt hai lão già lắm trò kia. Thì hai đệ tử vô dụng như các người làm gì có cơ hội. Ta sẽ giết. Giết sạch lũ phàm nhân vô dụng rồi biến các người thành con cái, thành cháu chắt của ta. Tất cả. Tất cả các người. Người đến tên còn chẳng dám nói ra mà khẩu khí có vẻ lớn nhỉ. Lớn hay không thì cứ đánh rồi biết. Bác sầu cố gắng mỉa mai nó để nó mau chóng khai tên, biết đầu trùng với ác linh nào đó trong khách có ghi, thì sẽ có biện pháp để khắc chế. Nào ngờ càng nói càng khiến nó tức giận và máu chiến hơn. Nhận định trận chiến sẽ vô cùng ác liệt, cho nên bác sầu bắt thằng Đức kiếm chỗ mà quan sát từ xa. Thằng Đức trông thấy một căn nhà nhỏ nằm ở góc, chính là nơi mà thứ yêu nghiệt kia từ bỏ cái xác khô của vị sư thầy trước đây để huyễn hóa ra bản thể. Ban đầu cậu còn cảm thấy hơi sợ Nhưng nhìn kỹ thì lại quen mắt Là tìm trong hai cuốn sách cổ mà bản thân luôn mang theo Đức cuối cùng đã tìm ra được câu trả lời Tạ vật kia lần nữa bạo khởi quỷ lực Lần này cường đại hơn trước rất nhiều Với suy nghĩ sẽ tiêu diệt gọn ghẽ những kẻ ngáng đường Trước khi tiếp tục tham vọng của mình Đó lào đến muốn lấn át hai đối thủ ngay từ ban đầu Quả thật, với sức mạnh khủng bố của nó bác sử lẫn thầy trí tâm đều chỉ biết co cụm né tránh mỗi lần dùng thân thể chống đỡ đều cảm giác đau đớn đến tê dại phòng thủ mãi không về cách hay hai người muốn phối hợp để phản công nhưng đều bị ác linh kia đoán trước nó đã đọc vị được hết đòn đánh của họ giống như biết trước tương lai vậy cuộc chiến một chiều cứ thế diễn ra có cảm giác hai nhân loại kia càng ngày càng yếu sức còn ác linh đó thì lại ngày một mạnh thêm Dần dần họ bị dồn vào thế bí. Một trận gió ập đến mang theo hỏa diễm xanh nhạt nhắm thẳng người ác linh kia mà công kích. Bác sầu giật mình nhìn về phía nguồn cơn của ngọn lửa. Ở đó thằng Đức đang lầm dầm chú ngữ. Sức lực của nó chưa có bao nhiêu. Chỉ là sử dụng đèn dầu tạo ngọn lửa lớn một chút, thiêu đốt quỷ khí nhằm câu giờ cho hai người sư phụ của mình có thời gian nghỉ ngơi có vẻ ngọn lửa khá hiệu quả khi bất ngờ làm tà vật kia kêu gào đau đớn. Nó nhớ lại hình ảnh nhục thể của bản thân, bị thứ lược như vậy thiêu đốt lần trước, hoảng loạn thu ếm quỷ khí để chống đỡ. Đức, không được, mau chạy đi. Sư phụ, con tìm ra hắn rồi, tìm ra rồi. Tìm ra? Con nói tìm ra cái gì? Hắn là Lý Sưng, là một loài mộc quỷ có điều hắn không phải chính nhân tu luyện thành mà là ký sinh ở những tán cây hấp thụ dưỡng chất linh khí của chúng để sống nó dần dần sẽ điều khiển luôn vật chủ và lấy hết ký ức lẫn tu vi của chủ thể trước khi tách rời để tìm kiếm một chủ thể khác chính xác thì nó là một cây tầm gửi một cây tầm gửi sống cả mấy ngàn năm nó được ghi lại trong sách cổ sao vâng nó không chỉ ký sinh trên cây mà sau khi hóa quỷ nó có thể trực tiếp ký sinh trên người dùng cách thức sinh trưởng và phát triển như trên thậm chí nó còn tự phân tách thành nhiều nhánh con để điều khiển và hấp thụ nhiều chủ thể cùng một lúc có nghĩa là kẻ giết chết cha mẹ con chỉ là một nhánh nhỏ của hắn ngũ hành biến dị đúng vậy chỉ còn cách này làm thôi đức bác sầu không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa cắn đầu ngón trỏ vẽ bùa thiết lập trận pháp Thằng Đức tránh sang một bên chăm chú học hỏi. Chẳng biết bản thân có thể sống sót qua cuộc chiến này không, nhưng Đức vẫn cố gắng dõi theo. Biết đầu giúp được gì đó cũng nên. Trận pháp nhanh chóng được hình thành trong sự khẩn trương của chủ nhân. Rõ ràng chút hỏa diễm khí này không thể khống chế được ác linh kia lâu thêm nữa. Lũ khốn kiếp các người cũng hiểu biết đấy. Ta chính là Lý Sưng, kẻ giết cha mẹ thằng nhóc kia cũng chính là ta. Không, Đúng hơn là một nhánh của ta. Nó không chịu nghe lời, cứ chăm chăm muốn trả thù lão già kia nên mới bỏ mạng. Các người cũng biết sức mạnh của nó rồi đúng không? Chưa là gì so với ta đâu. Khốn kiếp. Dứt lời, quỷ khí của nó bạo khởi, cao đến ngút trời. Nó vậy nhẹ tay toàn bộ hỏa diễm kia bụt tắt. Thứ tạo vật ấy bây giờ sừng sững như một ngọn núi trước mắt ba thầy trò. Họ đã biết thân thế của nó, cũng biết được tường tận nguồn cơn của việc nó có thể đoán trước mọi chiêu thức của bản thân khi nãy vì nó đã có được ký ức của sư thầy năm xưa. Nhưng bây giờ làm cách nào để tiêu diệt nó mới là vấn đề nan giải. Biết là khó nhưng chưa tận lực, chưa thể nhận thất bại. Bác sửu thu tay về trước ngực lầm dầm câu chú ngữ quen thuộc. Ngũ hành biến dị, chấn yêu phục ma, lôi phong truy kích, thủy hỏa chu tà. Trận pháp được đánh thức, bắt đầu vận hành. Quy tắc cũ, cách thức cũ nhưng hiệu quả không hề đổi Thậm chí càng ngày càng mạnh mẽ hơn Bao nhiêu quỷ khí của tà vật bị một trận xoáy lớn hút lại toàn bộ Đẩy dồn về hành mộc Vẫn những công kích ấy Vẫn là thế trận đó và vẫn cứ là sự thất thế của tà vật bị trận pháp chấn áp Chỉ có điều kẻ bị ngũ hành di biến khống chế Lại là một kẻ thấu hiểu về trận pháp này Lý sừng huyến hóa thu ếm toàn bộ quỷ khí chỉ xuất hiện dưới hình dạng một con người tuy nhỏ bé nhưng tiềm ẩn vô số sự nguy hiểm sự suy giảm nghiêm trọng của hành mộc khiến cho trận pháp cũng suy yếu các công kích chẳng thể đủ sức nặng tiêu diệt ác linh đang bị giam hãm kia cuộc chiến bấy giờ rằng co mãi đồng nghĩa với sức lực của bác sửu ngày một suy giảm trận ngũ hành biến dị dùng máu hỏa linh phủ này tổn hại trực tiếp đến cơ thể của người lập trận dùng chính những tổn thương ấy khuếch đại uy lực trận pháp để công kích đối thủ càng duy trì lâu thì người thầy pháp càng tổn hại lý sưng biết điều đó nó muốn cầm cự tới lúc bác sử không thể trụ vững được nữa thì tự động bản thân sẽ được giải thoát đó là kế hoạch hắn đã dựng lên ngay từ khi có được ký ức của ông quy hơn 50 năm về trước nếu như lần nữa bị trận pháp này chế ngự và ngày hôm nay hắn có cơ hội sử dụng khi bản thân đã có thể tự huyễn hóa ra nhân dạng tuy chưa hoàn chỉnh. Sư thầy trí tâm nhận ra điều này, thầy muốn tấn công ác linh kia cùng bác sư, nhưng dù thử nhiều lần vẫn bị sự liên kết chặt chẽ của trận pháp cản lại. Cuối cùng chỉ biết đứng nhìn trận chiến này một cách miễn cưỡng. Cùng lúc ấy, dị tượng bắt đầu xuất hiện. Trời tối sầm, ánh mặt trời dần dần biến mất thay vào đó là màn đêm tối tăm nụ cười trên môi lý sưng hắn cười nụ cười man dợ hắn hiểu điều gì đã và đang diễn ra khe nứt của âm huyệt lại lần nữa xuất hiện chấn động lan ra khắp vùng bán kính chắc vài cây số xung quanh vẫn cảm nhận được một thân hình to lớn phá vỡ kết giới phong ấn lao ra kích thước của nó còn lớn hơn cả con rùa thành tinh năm nào đầu với hai cái sừng di chuyển bằng bốn chân, đen chuỗi, càng nhìn càng giống một cái đầu trâu. Mỗi bước chân của nó khiến người bên dưới đều cảm thấy những áp lực vô hình đè nặng. Nó ngửa cổ rít lên một tiếng vang vọng trời đất. Và điều mà Lý xưng tưởng là thời cơ cho hắn, lại vô tình đẩy hắn vào thế khó. Quỷ khí do con quái vật kia tạo ra, lại vô tình cảm ứng với trận pháp. Ngay tức khắc, bác sử nhận được một cỗ sức mạnh cực đại bị hút chặt vào hành mộc. Điều đó cũng có nghĩa là trận pháp được cỗ sức mạnh ấy duy trì cũng như tăng cường thêm sát lực. Lý Sừng cố gắng ngăn cản cái thứ quái gở kia nhưng vô vọng. Nó điên cuồng giải phóng quỷ khí hòng thoát khỏi trói buộc, càng khiến sức công kích của trận pháp trở nên điên đảo. Vô số những tia sét gió lốc cùng tấn công hắn một lúc, hỏa diễm thủy châm cũng nhắm đầu hai tà vật mà đánh tới. Chẳng còn cách nào khác Hắn phải dùng toàn bộ quỷ lực mà chống trả Sức mạnh nghịch thiên của hai tạp vật Cùng lúc khiến trận pháp nhận đồng thời một cỗ khí tức khổng lồ Một mình bác sử đã chẳng thể duy trì được tiếp Trên tay run rẩy, Mắt mở dần đi Nhận ra điều đó Lý Sưng tách một phần cơ thể xâm chiếm tâm trí Của thứ kỳ quái to xác kia Cùng với bản thân thêm lần nữa Đẩy quỷ khí lên cực đại Vào thời khắc quyết định Thằng Đức dùng máu của mình Họa lại những lá linh phù trên mặt đất cho thêm sắc nét Rồi nắm chặt miếng ngọc trong tay Nhảy thẳng vào hành hoa Dùng hỏa diễm theo đốt quỷ khí đang điên cuồng khuếch đại kia Nhờ có sự giúp sức của đứa đệ tử Bác Sửu có thêm ý chí tiếp tục tận lực mà chiến đấu Trận pháp ngũ hành biến dị dưới sự khuếch đại không ngừng đã xảy ra dị biến. Yêu khí, quỷ khí lẫn hỏa diễm sinh ra đều bị triệt tiêu hoàn toàn. Kết hợp với dị tượng của trời đất, hình thành một vết rạch không gian ngay ở khe nứt âm huyệt, lan dần về phía trung tâm trận pháp. Một sức hút kinh hoàng kéo tất cả mọi thứ vào bên trong. Cây cối bật gốc, mái ngói tốc ngược, bay tứ thẳng về phía đó. Đất đá, cát bụi bay mù trời. Sư thầy trí tâm ngồi khoanh chân, chắp tay trước ngực định thần, dùng Phật lực chống trả sức hút đó mặc kệ những vật thể bay ngang và đập vào cơ thể vẫn không hề hấn gì. Bác Sửu và thằng Đức thì chẳng may mắn thế. Cả hai cùng hai ác linh kia bị khe nứt mở rộng nuốt trọn. Tất cả bị nó ném vào một không gian tối tăm bịt mở tới vô tận. Chỉ còn lại sư thầy với ngôi chùa đổ nát vẫn còn trụ lại được. Khi ánh mặt trời một lần nữa trở lại, khe nứt âm huyệt đã hoàn toàn biến mất. Thay vì như mọi lần sẽ để lại những dấu vết gì đó nhưng lần này thì hoàn toàn không. Cũng kể từ đó nó chẳng xuất hiện lại một lần nào nữa. Có lẽ sức mạnh nghịch thiên của trận pháp khi nãy đã phong bế hoàn toàn âm huyệt này, trả lại cho nơi đây vẻ bình yên đáng có. Thầy trí tâm như cảm nhận được điều ấy, không dám tin vào mắt mình khi những thứ điên ấy cuối cùng cũng đã kết thúc. Thầy khẽ rơi những giọt nước mắt xót thương cho hai vị anh hùng đã hy sinh thân mình bảo vệ bình yên cho nơi này thầy còn trông thấy hai cây đèn bão của họ đổ lăn lóc trên nền đất sau hôm ấy sư thầy lập cho hai người hai ngôi mộ chôn theo hai cây đèn bão thường xuyên khói hương giống như một cách để tôn vinh và để người đời sau nhớ mãi về họ chỉ có một điều thầy chưa biết họ thực sự chưa chết hành trình của họ với ngũ hành biến dị cũng chưa hề kết thúc đó chỉ là sự mở đầu cho một cuộc truy lùng kẻ có tên lý sưng để tiêu diệt tận gốc mầm mống của ác linh tạo ra âm huyệt ở chính ngôi làng của họ một cuộc hành trình ở một nơi xa lạ hứa hẹn sẽ đẩy những thử thách cam go và gian khổ sau này Vậy là toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc và cảm ơn tác giả Nguyễn Đức Bình rất nhiều đã gửi về một câu chuyện rất hay và À, quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện hay để lại lời bình nhé xin chào hẹn gặp lại